dễ nhớ. Em chào các tình yêu nha, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nè. Chị nào mình đang xem live này thì mình nhanh tay chia sẻ livestream nha các chị ơi. Đầu live này mini game 49k nha các tình yêu. Mini game 49k cho đầu live này nha. Hôm nay là tụi em về hàng thiết kế rất là xinh luôn. Và giá 49k chỉ có ở đầu live thôi nha các chị ơi. Các chị nào đã chia sẻ bài viết rồi thì mình cứ việc chơi mini game bên tụi em nha các chị. Chị nào đã chia sẻ rồi mình cứ việc tham gia mini game bên tụi em nha. Giá hôm nay tụi em bán hàng thiết kế là không có giá 49k nha các chị. Cuối tuần tụi em tổ chức mini game 49k nha các tình yêu nè. Hai mẫu này mỗi mẫu là 49k nha các chị ơi. Mỗi mẫu là 49k. Tình yêu nào đã chia sẻ bài viết ít nhất là 5 họ nhóm và 2 lần lên trang cá nhân giúp em nha. 5 họ nhóm và 2 lần lên trang cá nhân xong mình cứ việc comment mã đầm xanh 49k hoặc là đầm đen 49k nha các chị. Còn chị nào mà mình muốn lấy luôn hai mẫu thì mình comment xanh đen 49k giúp em luôn nha. 49k thôi các tình yêu ơi. 49k. Tình yêu nào vào xem like rồi thì mình nhanh tay chia sẻ giúp em nha các chị. Chia sẻ bài viết rồi mình chơi mini game nha các tình yêu ơi. Hôm nay cuối tuần mình không đi chơi thì mình ở nhà mình có thể mua được đồ đẹp nha các chị. 49k áp dụng chia sẻ lên 5 họ nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nhé các tình yêu. Hai mẫu đầm em mặc và mẫu bạn đầm đầm bạn em mặc là đều là hàng thiết kế nha. Hàng thiết kế đơn rất là xinh luôn. Mẫu của em là tầm 50kg đảo xuống mặt vừa, mẫu bạn em tầm 57kg nha các chị. Chị nào mà cao thì mẫu này, em nói lộn, mẫu này là 57kg nha các chị ơi. Cao một chút quá thì 60kg mặt vừa luôn nha các chị. Tầm 1m6 là 60kg, 49k hai mẫu này. Chị nào đã xem like thì mình chia sẻ thôi các chị ơi. Thường mình đi chợ mình đâu có thể mua được những mẫu thiết kế vậy có giá 49k nha các chị. Không phải mini game hơn, không phải like hôm nay của em là 49k hết đâu nha. Chỉ có hai bộ đầu like và 10 phút thôi nha các chị. 10 phút rất là ngắn. Tình em nào đang xem thì nhanh tay chia sẻ hoặc chấm tương tác nha. Em thấy lượt view lên mà em không thấy chị nào tương tác bên em hết nè. Comment mã xanh hoặc là đen. Nếu chị ưng màu nào thì cứ comment mã đó xanh đen 49k giúp em nha. Mình thích mẫu đậm xanh em đang mặc là 57kg đảo xuống mặt vừa. Chị nào cao thì tầm 1m6 thì 60kg luôn nha các chị. 49k. Tình yêu nào mình ưng mẫu này thì comment mã là xanh 49k nha các chị. Kèm số điện thoại giúp em, xanh 49k kèm số điện thoại và nhớ chia sẻ bài viết nha. Các tình yêu nhớ chia sẻ bài viết giúp em ít nhất là 5 họ nhóm nha các chị ơi. 5 họ nhóm thì mới hợp lệ nha các chị. Mẫu bạn em đang mặc đây, một cái mẫu cực kỳ xinh. Mẫu này các chị đi club rất là xinh luôn nha mấy chị yêu ơi. Màu đen mặc lên nhìn tướng rất là thon luôn. Chân váy ngắn rất là sexy nè. Chị nào ưng mẫu này comment mã giúp em là đen 49 nha. Mẫu này là tầm 57kg đảo xuống mặt vừa lên rất thơm rất là chuẩn luôn. Chị nào á mà mình thích sexy một chút thì mình có thể tua cái phần ngực này ra nhé các tình yêu. Em thấy được xem rất đang lên mà em không thấy được chia sẻ lên nha các chị ơi. Đen là 57kg đảo xuống mặt vừa nha chị Thảo Phạm. Dạ em chào chị Kiều Tiên nè. Các tình yêu đang xem thì chấm tương tác giúp em nha chị 49k. Comment mã giúp em, chị nào ưng màu nào thì comment màu đó giúp em nhé. 49k áp dụng chia sẻ bài viết chỉ 10 phút đầu ra thôi các tình yêu ơi. Chị nào comment nhiều nhất thì em sẽ chốt mẫu này cho tình yêu đó. Em nhắc lại là comment nhiều nhất nha các chị. Chị ưng mẫu xanh thì comment mã xanh 49k kèm số điện thoại nhiều nhất giúp em. Ưng mẫu đen thì comment mã đen 49k kèm số điện thoại. Nếu như các chị ưng hai mẫu này luôn thì có thể comment cả hai nha. 49k mỗi mẫu chỉ áp dụng cho các chị mà chia sẻ livestream thôi. Em không cho em sẽ không chấp nhận chị nào mà comment nhiều mà không chia sẻ nha các chị. Chỉ có 49k hai mẫu em đang mặc thôi. Mỗi mẫu 49k nha. Các tình yêu đang xem thì chấm tương tác hộ em để em lên mi
game mình sinh động á các chị. 49k thôi các chị ơi. Bình thường á mình đi mà mình thích cái bộ nằm nào á mà trăm mấy hai mấy trăm ngàn mình còn giành giật chứ khác. Mẫu này chỉ có 49k thôi. Hai mẫu của em mặc là 57kg đảo xuống mặt vừa nha các chị ơi. 57kg đảo xuống mặt vừa. Các tình yêu chia sẻ bài viết giúp em nha. Chia sẻ bài viết thì mini game bên em mới hợp lại nè. Comment mã xanh 49k kèm số điện thoại giúp em. Mẫu này em bán với giá 49k duy nhất đầu livestream nha các chị. Duy nhất đầu livestream và mẫu đen cũng 49k luôn. Đầm đen 49k áp dụng chia sẻ 5 lần lên hội nhóm nha chị à, Mạch Thị Tuyết. 5 lần lên hội nhóm giúp em nha các tình yêu ơi. Chia sẻ ít nhất là 5 lần lên hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Comment càng nhiều thì cơ hội mua hàng 49k càng cao nha. Comment càng nhiều các tình yêu ơi, mình chơi mini game mình phải chơi nhiệt tình lên nha các chị. Hôm nay là em vừa chỉ hàng thiết kế thôi. Đâu, hàng thiết kế thôi các chị ơi. Mình nhanh tay comment thôi, qua 10 phút đầu là mẫu này không còn với giá 49k đâu nha các chị yêu ơi. Váy đen 49k áp dụng chia sẻ lên 5 hội nhóm nha chị Hiền Úc. 49k 57kg đảo xuống mặt vừa, hai mẫu bên em nè. Chị nào mà cao 1m6 thì 60kg mặt vừa nha. Các tình yêu mình xem like thì mình chấm tương tác. Nếu như các chị không ưng cái mẫu này hoặc là các chị không tham gia mini game thì mình chấm tương tác thì các chị yêu ơi. Mình comment mã màu sắc của cái váy hai bộ váy em đang mặc 49k kèm số điện thoại giúp em. Nhớ là nhớ chia sẻ bài viết nha các chị. Mình ưng hai mẫu thì mình có quyền comment hai mẫu. Comment càng nhiều càng tốt luôn các tình yêu ơi. Đây mẫu váy bạn em mặc rất là xinh luôn các chị. Đây cực kỳ sexy nha. Đây mẫu này mặc đi ban đêm rất là xinh luôn. Dạng cổ yếm nha các chị. Đây cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Mẫu này là co giãn nữa nha chị. Các chị yên tâm mặc mẫu này ôm người rất là đẹp. Còn mẫu của em mặc là chất liệu là ren nè. Đây chất liệu ren cực kỳ sang luôn. Mặc đi đám rất là sang luôn quý chị. Mẫu của em á, mặc đi đám cực kỳ sang. Còn mẫu bạn em mặc là mình mặc đi đâu cũng được. Dạo phố đi đám là đều được hết nha các chị. 49k. Các tình yêu mình tham gia thì mình comment mã giúp em nha. Em nhắc lại thể loại là mình ưng màu nào comment mã giúp em là màu sắc 49 kèm số điện thoại nha. 57kg đảo xuống mặt vừa hết em chị Hiền Út. Đầm đen 49k áp dụng chia sẻ lên 5 hội nhóm và là người comment nhiều nhất nha. Em nhắc lại là bên em mini game là dành cho chị comment nhiều nhất nha các chị ơi. Em nhắc mi thể loại rất là nhiều luôn. Thể loại bên em rất là đơn giản luôn các chị. Chỉ cần mình comment đúng cú pháp như bài game và càng nhiều càng tốt thì em sẽ chốt hàng mẫu này 49k. 49k nha các chị. Comment càng nhiều càng tốt thì em sẽ chốt mẫu này với giá 49k. Thường ngày là em chỉ chơi mini game một cái thôi, một cái thì có một người chơi 49k thôi. Hôm nay em lên hai mẫu một lượt luôn các chị. Hai mẫu một lượt 49k. Tình yêu nào chốt comment mã xanh hoặc là đen 49 kèm số điện thoại nha. Comment càng nhiều thì cơ hội mua hàng càng cao nha các chị. Thể lệ rất là đơn giản. Chị Út Nguyễn lấy màu đen comment càng nhiều mã nha chị. Comment mã đen 49 kèm số điện thoại giúp em. Đây là mini game chị chốt hàng cho chị nào comment nhiều nhất thôi nha các chị ơi. Comment mã 49 kèm số điện thoại giúp em. Dạ chị Yến Kim Lê đúng cú pháp nè. Hỏi làm gì chốt màu đen thì mình chơi mini game nha chị ơi. Chơi mini game comment mã đen 49 kèm số điện thoại nha. Em nhắc lại là comment càng nhiều càng tốt nha các chị. Comment càng nhiều các chị vào chơi game thì mình coi bài game ở dưới màn hình nha các chị yêu ơi. Comment mã. Thí dụ các chị mua mẫu em đang mặc Út Nguyễn ơi, mình comment là đen 49 kèm số điện thoại nha. Mình comment lại đi nha Út Nguyễn ơi. Comment mã xanh. Thí dụ gì chị đặt màu xanh thì comment mã đầm xanh 49 kèm số điện thoại. Như chị Julie bướng bỉnh đã đúng cú pháp nè. Các tình yêu comment đúng cú pháp mới thể hợp thể loại mini game nha các chị. Comment mã đúng cú pháp giúp em nha. Comment càng nhiều, em nhắc lại là comment càng nhiều nha chị. Comment càng nhiều thì mình mới đạt được mẫu này nha. Đây là mini game nha các tình yêu ơi. Đây là các em hiện đang chơi mini game chi âm các chị. Chị Trang Công nè, mình comment thiếu 49k nè chị yêu ơi. Comment màu sắc cộng 49 kèm số điện thoại nha tình yêu. Chị Nhã Linh ơi, mẫu đó 57kg đảo xuống mặt vừa nha chị. Chị chơi mini game comment mã số điện thoại và 49k để có cơ hội mua hàng 49 nha chị yêu ơi. Rồi chốt hàng cho Trang Công nha, Trang Công ơi. Chị nào comment
Em xin lỗi nha chị, bạn bên em đọc lộn nha. Chị nào comment nhiều nhất em sẽ chốt chị đó. Chị nào vừa vào like mình nhanh tay comment mã màu sắc kèm số điện thoại giúp em nha. Màu sắc 49 kèm số điện thoại giúp em. Chị nào comment nhiều nhất 5 phút nữa là em chốt hàng nha chị. 5 phút nữa là tụi em chốt hàng bên em nha. Chị nào ưng mẫu màu xanh hoặc là mẫu màu đen thì comment màu sắc 49 kèm số điện thoại. 49 kèm số điện thoại giúp em nha. Comment đúng cú pháp chia sẻ và mình phải comment nhiều nhất nha các chị. Chị Trang Công ơi, em xin lỗi hồi nãy bạn em nói nhầm nha chị yêu ơi. Dạ em thấy các chị nhả lên chị Hiền Út, chị Du Ly bướng bỉnh là comment đúng cú pháp nè. Không có đỏ nha chị Huỳnh Ngọc Hoàng, em lên mẫu màu nào có màu nào em sẽ nói màu đó. Đặc biệt đây là mini game nên em lên màu nào thì em chỉ bán màu đó thôi nha các chị. 49k comment màu sắc 49 kèm số điện thoại. Các tình yêu comment nhiệt tình lên nha. Hôm nay là em làm mini game tới 2 mẫu luôn các chị. 2 mẫu luôn. Chị có thể tha hồ lựa chọn luôn các chị yêu ơi. 57kg đảo xuống mặt vừa comment mã cộng số điện thoại nha. Em thấy mình lượt xem rất nhiều mà chỉ có một vài nó comment thôi các chị yêu ơi. Chị nào mình đang xem thì mình cứ việc chơi mini game bên em đi. Em hứa là em sẽ đợt hàng thiết kế sao cho các tình yêu luôn nè. Đợt hàng thiết kế sao em lên 2 mẫu này em sẽ sale cho chị luôn nè. Các chị yêu cứ việc comment thôi một chút á. Mình lên hàng thiết kế mà đẹp quá rồi các chị, đặt hàng nó bị ẩn comment đó các chị. Chị nào mình ưng màu nào thì mình cứ việc comment mã màu đó thôi. Các chị yêu comment nhanh tay lên nè, sắp chốt hàng nha các chị ơi. Em sắp chốt hàng nha. Các chị comment nhanh tay lên nha các chị. Em chỉ chốt mẫu này cho chị nào comment nhiều nhất thôi. Mình hơn một cái comment cũng là hơn rồi các tình yêu ơi. Em thấy lượt xem rất là nhiều luôn nhưng mà em chỉ thấy có một vài nó tham gia mini game bên em thôi. Chị nhả lên bên em là mình chơi là mini game nha chị ơi. Mình phải comment nhiều thì cơ hội mua hàng mẫu đó mới được nha chị. 45kg mặc vừa nha, hỏi làm gì. Chị yêu nào chốt màu nào thì cứ việc comment mạnh tay lên. Comment mạnh tay lên nha các chị. Em sẽ chốt hàng cho chị nào comment nhiều nhất và các chị nhớ chia sẻ giúp em nha. Nhớ chia sẻ giúp ít nhất là 5 hội nhóm nha các tình yêu ơi. Các tình yêu nào mình vừa mới vào đây thì mình nhanh tay nhấn nút chia sẻ đi rồi mình tham gia mini game bên em nhé. 49k một mẫu đàm bên em nè, chỉ có đầu like nha các chị yêu mà mình mới vào like mình tưởng nguyên cái like này là 49k là không phải nha. Chỉ có 2 mẫu đầu like thôi các chị, bỏ lỡ là không có cơ hội mua lại lần hai đâu nha các tình yêu ơi. 49k comment mã màu sắc 49 kèm số điện thoại giúp em. Các chị ân mẫu màu nào thì comment mẫu màu đó giúp em nha. 49k kèm số điện thoại, 49k kèm số điện thoại nha các tình yêu ơi. Các tình yêu nhớ chia sẻ bài viết giúp em nha các chị. Chị nào vừa vào like thì mình nhanh tay chia sẻ nha. Nhanh tay chia sẻ để mình đợt hàng sao, mẫu sao em lên mình sẽ được nhận với, mình sẽ được mua hàng với giá rất là ưu đãi nha các chị. Rất là ưu đãi luôn. 49k tình yêu nào vừa vào thì mình nhanh tay chia sẻ comment mã nè. Các chị yêu nhả lên comment đúng cú pháp rồi nè. Chị Minh Trần Nhật, cái màu đen 57kg đảo xuống mặt vườn nha chị. Em nhắc lại là mình phải comment đúng cú pháp nha. Mã màu, màu sắc, ví dụ mình chốt mã màu đen comment mã đen 49 kèm số điện thoại giúp em nha. Đen 49 kèm số điện thoại giúp em nha các tình yêu ơi. 2 phút nữa em sẽ chốt hàng nha các chị. 2 phút nữa em sẽ chốt. Tình yêu nào mình vừa vào like thì mình nhanh tay mình tham gia mini game nhé. Biết đâu mình nhanh tay hơn các chị sao. Em thấy các chị lượt xem rất là nhiều luôn nhưng mà mình tương tác với nhau rất là ít đó các chị. Không biết là mình có bị ẩn comment hay không nữa. Nếu mình ẩn comment thì mình cứ việc comment liên tục giúp em nhé. Mẫu của em là có mút ngực luôn nha các chị yêu ơi. Đây là hàng cao cấp và có mút ngực luôn nha. Hai mẫu đều có mút ngực nha các chị. Các tình yêu mình tham gia nhiệt tình lên các chị ơi. Lượt xem rất là nhiều luôn. Em công nhận là lượt xem hôm nay rất là nhiều. Cuối tuần lượt xem rất là nhiều. Nhưng mà các chị comment rất là ít. Các chị comment tương tác với em rất là ít luôn các chị. Comment mã giúp em là mã màu sắc 49 kèm số điện thoại nha chị. Màu sắc 49 kèm số điện thoại giúp em. Chị Thảo Lê comment màu đen là không đúng cú pháp nè. Màu sắc 49 kèm số điện thoại giúp em nhé các chị ơi. 57kg đảo xuống mặt vừa. Đây là những hàng mẫu, hàng cao cấp.
nha các chị. Một chút em cũng sẽ lên những mẫu cao cấp thôi. Các chị tình yêu cứ việc chia sẻ bài viết đi rồi lên mẫu sau em sẽ bán với giá hữu nghị nha các chị yêu ơi. Em sẽ chốt hàng nha. Em chốt cho chị Nhã Linh một mẫu đen 49k nè. Còn mẫu xanh đây, còn mẫu xanh là sẽ dành cho ai đi các tình yêu ơi? Em chúc mừng chị Julie bướng bỉnh nha. Chị sẽ mua được mẫu màu xanh bên em với giá 49k nha các chị. 49k nha các tình yêu ơi. Chị nào trúng mẫu 49k mua được hàng với giá 49k thì inbox cho shop nha chị. 49k là em không gọi điện để chốt hàng nha. Em đọc tên hai chị trúng mua được hai mẫu 49k bên em rồi các chị. Mình ok giúp em nha. Ok giúp em nha các tình yêu ơi. Em lên mẫu này em sẽ bán lại với giá 120 nha các chị. Cực kỳ là đây là một mẫu thiết kế mà bán với giá 120. Cực kỳ gọi là bên em sẽ lỗ đó các chị. Sẽ lỗ đó các chị. Chị yêu nào chốt mẫu này thì comment mã xanh giúp em nha. Xanh 120 kèm số điện thoại giúp em nha các tình yêu. 120k với mẫu đầm thiết kế. Rất là tiếc nếu như các chị nào vừa mới vào like lúc này vì mini game bên em đã kết thúc rồi. Phương Trịnh Hoàng bây giờ là mình hết mini game rồi nha chị ơi. 120 nha chị. 120 hết nha các chị. Julie Phương Bỉnh ok chị nè. Có body luôn nè. Dạ em thấy inbox của chị rồi nha chị Nhã Linh ơi. 120 tình yêu nào muốn mua hai mẫu váy này nha. Mẫu bên em là 57kg. Mẫu màu xanh nè. Đây màu xanh này lên rất là sáng da luôn các chị ơi. Em mặc thường các chị thấy hình vậy đó chứ mà em đen em không có được trắng như vậy đâu. Mà em mặc cái mẫu này lên nhìn em trắng đó chị. Tình yêu nào chốt mẫu này thì comment mã giúp em là xanh gen, xanh gen 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Đây mẫu bạn em mặc, comment mã giúp em là đen yếm nha các chị. Đen yếm 120 kèm số điện thoại nha. Chị Linh Thùy ơi, mình mua mẫu này thì comment mã đặt đen yếm 120 kèm số điện thoại giúp em nha chị yêu ơi. Tình yêu nào chốt hàng comment màu sắc kèm số điện thoại nha các chị. Em bán với giá 120 là cực kỳ hữu nghị luôn các chị. Không có chỗ nào mà bán hàng thiết kế với giá 120 đâu các tình yêu ơi. Chốt hàng comment màu sắc và số điện thoại nha. Mẫu bên em là mẫu xanh gen nha. Và của bạn là mẫu yếm đen nha chị. Chị Hương Tinh Hoàng ơi, mặc 47kg chị mặc vừa đẹp nha chị yêu ơi. Chị Lê Trúc Ly Lê ơi, chị hỏi mẫu nào tình yêu. Mẫu với mẫu xanh là dạng gen nha. Còn mẫu đen là thuộc dạng hung sô ly co giãn mặt gấp im nha chị. 120 nha các tình yêu ơi, đồng giá 120 hàng thiết kế. Tình yêu nào chốt hàng comment mã. Mã bên em là xanh gen 120 kèm số điện thoại và của bạn là yếm đen nha chị. Đây Phương Tinh Hoàng chốt một mẫu đen yếm ok tình yêu nè. Chị Vũ Mừng ơi, nếu như chị cao tầm 1m6 thì 60kg mặt sẽ vừa nha. Chị Linh Thùy ơi, chị chốt mẫu nào em không biết rồi nha chị. Dạ em thấy inbox của chị Nhã Linh rồi nha. Tình yêu nào chốt mẫu nào thì mình cứ việc comment mã cộng số điện thoại giúp em. 120 đồng giá hàng thiết kế nha. 57kg đảo xuống mặt vừa. Đen yếm hết rồi nha chị yêu ơi. Đen yếm hết rồi nha các tình yêu. Mẫu đen yếm bên em rất là cháy hàng nên hết rồi nha chị yêu ơi. Điểm đen đã hết hàng rồi nha các chị. Đây còn cái mẫu làm dự tiệc của em là xinh lắm các chị. Mặt lên rất là sáng da luôn đó. Những mẫu màu mà có tối một tí đó các chị, da ngâm là mặt bao xinh nha. Da ngâm hay da trắng gì mà cũng đều xinh hết các tình yêu. Mẫu này chị nào tình yêu nào chốt comment mã đen xòe mặt 120 kèm số điện thoại giúp em. Hết mặt. Em nhắc lại là mình hết mẫu đen rồi nha các chị ơi. Hết đen rồi. Chỉ còn có hai cái là em, một cái em làm mini game và một cái em bán là hết rồi các chị. Bên em chuyên về váy nha các tình yêu ơi. Tình yêu nào chốt mẫu này comment mã xanh xòe giúp em nha. Bạn em lên một cái body chắc là... Chị Nguyên Vũ ơi, nếu chị còn em còn một cái nữa, nếu như chị lấy comment mã 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Yếm đen 120 kèm số điện thoại. Đây bạn em lên một mẫu body cực kỳ xinh
tình yêu nào chốt comment mã giúp em là body đỏ 120 kèm số điện thoại nha các chị. Mẫu này có cần mẫu này thì mình có thể như ví dụ như bạn em đang mặc là mình có thể thêm màu cộng dây xích để nhắn nhá nha các tình yêu ơi. Chốt mẫu đỏ comment giúp em là body đỏ 120 kèm số điện thoại nha các chị. Body đỏ 120 kèm số điện thoại tình yêu nào chốt mẫu đó nha. Mẫu body mặc lên sang lắm các chị ơi, màu đỏ là lên tôn da lắm các chị. Không hề kén da một người nào luôn. 57kg đảo xuống là mặc vừa thôi nha các tình yêu ơi. Tình yêu nào chốt thì comment đúng cú pháp giúp em nha. Em nhắc lại là mẫu yếm màu đen em còn một cái đó. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là yếm đen 120 kèm số điện thoại nha. Đen yếm 120 kèm số điện thoại giúp em nha các chị. Comment không đúng là em không chốt hàng, không đọc tên là không chốt hàng nha. Chỉ còn một cái thôi, tình yêu nào chốt cái mẫu đen yếm thì nhanh tay comment đúng cú pháp với bài game giúp em nha. Đây hai mẫu đầm em lên, một đầm bạn em là body đỏ, tình yêu nào chốt comment mã body đỏ giúp em nha. Mẫu em mặc là mã là đỏ đô nha. Đỏ đô xè giúp em. Đỏ đô xè giúp em nha các tình yêu ơi, mẫu này là tầm 60kg mặc vừa nha các chị. Đây, em là 50kg mà còn khá là rộng nha các chị yêu ơi. Các chế yêu nào mình chốt mẫu này comment mã giúp em là đỏ đô xè nha các chị. Hai mẫu, một là đỏ đô xè và một là body đỏ nha các tình yêu. Mẫu váy xè đen còn nha chị hoa mẫu đơn. Các chị nào mình muốn chốt mẫu đen xè em chỉ còn một cái thôi đó, chốt comment mã giúp em. Dạ chị Út Nguyễn chốt cái đen nè, chốt cho chị Út Nguyễn nè. Em thấy comment của chị Út Nguyễn chốt nha, thật sự là chỉ còn có một cái thôi. Không biết là các chị nãy giờ có bị ẩn comment không mà các bây giờ mới hiện lên luôn á mấy chị. Tình yêu nào chốt mẫu này cơ, comment mã đỏ đô xè giúp em nha các tình yêu. Đây mẫu body này rất là xinh luôn nè các chị. Đây cái thằng ngực đó các chị, nó có đính những cái hàng lấp lánh đó các chị. Nãy này là các chị đi ban đêm, ban đêm là nó sáng rất là đẹp nha. Tình yêu nào chốt mẫu này comment mã giúp em là body đỏ nha, còn bên em là đỏ đô xè nha các chị. Các tình yêu chốt hàng comment đúng cú pháp giúp em nha. Các chị comment giá không thôi, số điện thoại hoặc là cái màu sắc đó thì hệ thống bên em không chốt hàng được. Chị Hoa Mẫu Đơn ơi, có chị chốt hàng trước chị rồi, người ta comment đúng cú pháp hệ thống đã tự chốt rồi nha chị ơi. Đúng cú pháp thì bên em mới chốt hàng được, tự nhiên chị comment là gửi cho chị thì bên em không chốt hàng được, hệ thống máy không nhận dạng được nha chị. Chốt mẫu này comment giúp em là đỏ đô xè nha, 60kg đảo xuống mặt vừa. Chất liệu là ren nha các chị, hai mẫu em với bạn em mặc đều là ren hết, có muốn ngực luôn. Tình yêu nào chốt comment mã đỏ đô xè, không thôi em sẽ qua mẫu nha các chị. Hai mẫu em và bạn em mặc rất là xinh, nhất là cái mẫu bạn em mặc đó các chị, rất là xinh. Mẫu mặt lên xinh lắm, 57kg đảo xuống mặt vừa tôn dáng cực kỳ, có mút ngực luôn nha các chị yêu ơi. Đây có mút ngực luôn nha, mặt lên rất là xinh. Tình yêu nào chốt comment mã body đỏ giúp em nha. Body đỏ giúp em nha các chị. Hôm nay hàng thiết kế mà giá chỉ 120 là thực sự rất là hữu nghị luôn nha các chị, rất là hữu nghị luôn các tình yêu ơi. Tình yêu nào mà chốt hàng mình thích cái nào thì mình chốt hàng nhanh giúp em nhé. Các chị đừng có nói chị lấy mẫu đó, chị lấy mẫu đó, thật sự là bên hệ thống không thể chốt được. Dạ đồng giá 120 nha chị Huỳnh Loan. Các chị phải comment đúng cú pháp thì bên hệ thống, tại bên em không phải là bên em bán hàng khó khăn mà là bên em chốt hàng là có hệ thống các chị. Máy của em là phải đúng cú pháp như bài game thì bên em mới chốt hàng được. Dạ đúng rồi chị Julie Bướng Bỉnh, cái đó là chị inbox chốt gửi địa chỉ giúp em nha. Quý Lê ơi, mẫu đó là 120 nha chị. Chị chốt comment mã đỏ đô xè 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Nguyễn Thắm Ngọc Thắm chốt đỏ comment mã đỏ 49 80 120 kèm số điện thoại giúp em nha.
đồng giá 120 với cái tình yêu đặt hàng mình vui lòng mình nhìn cái bài ghi phía dưới giúp em nha. Một mẫu là body đỏ và một mẫu là đỏ đô xè nha các chị. Đây lên hai mẫu đầm dạng công chúa cực kỳ xinh luôn nè. Mẫu của bạn em mặc rất là xinh luôn các chị. Mẫu này là 60kg đảo xuống mặc vừa nha. Không hề kén tuổi tác luôn các chị ơi. Chất liệu của nó là ren nha các tình yêu. Đây các chị nào mà nhân viên công chức hay là dân ngồi văn phòng giáo viên á, mặc mẫu này đi tiệc rất là xinh luôn nè. Chị Ngọc Thắm, Ngọc Thắm ơi, Ngọc Thắm ơi, mình chốt mình comment mã đỏ đô 120 kèm số điện thoại giúp em nha chị. 46kg mặc đẹp luôn nha chị Đinh Thắng Hà. Đây hai mẫu em mặc, một mẫu là dạng đầm đen. Bao 60kg mặc Quỳnh Loan chốt một mẫu đỏ 120 nè. 60kg đảo xuống mặc vừa đây. Dạng công sở một tí nha, cái này rất phù hợp với những chị công sở đó các chị. Rất phù hợp với những chị công sở. Chị nào chốt comment mã giúp em là ren đen 120 kèm số điện thoại nha. Dạ em thấy chị Thanh Mai nha chị yêu ơi. Ren đen 120 kèm số điện thoại nha các chị. Đây xòe nhẹ nha các tình yêu. Phối hai lớp luôn nha chị. Còn mẫu em mặc chốt comment mã trắng xòe giúp em nha. Trắng xòe 120 kèm số điện thoại hai mẫu. Mẫu bạn em mặc là 60kg đảo xuống mặc vừa, còn mẫu của em đó là 57kg nha các tình yêu. Rất là xinh luôn. Đây em zoom gần cận cảnh cho các tình yêu coi. Mẫu này là mình mặc đi ban đêm có ánh đèn sân khấu gọi vào rất là đẹp nó các chị. Nó có thể sáng bắt sáng giúp các chị. Đen 60kg vừa nha chị Tâm Trương. Đen 63kg thì mình mặc vừa đó nha chị. Chắc vừa, nếu như chị cao tầm 1m6 thì chị sẽ mặc vừa nha chị yêu ơi. Không thôi thì sẽ hơi chặt nha. Ship 30k một đơn hàng nha tình yêu Hương Hoàng Bích. Tình yêu nào chốt comment mã trắng xè hoặc đen xè giúp em nha. Cực kỳ xinh luôn, dạng công chúa nha các chị. Bên em rất đa dạng về mẫu nha. Hôm nay là em lên mẫu này nó thiệt là hàng thiết kế 120 là em đã sale cho các chị rồi đó nha mấy chị yêu ơi. Nên em hàng sale thì em sẽ không lên theo yêu cầu nha. Tình yêu nào chốt mẫu này comment mã trắng xè 120 kèm số điện thoại. Chốt của bạn em thì comment mã đen xè 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Mẫu đen thì 60kg còn mẫu của em là 57kg nha các chị. Các tình yêu đừng lo là mình không ship hàng được nha. Bên em ở đâu em cũng ship được hết. Huỳnh Loan. Dạ em chốt cho chị Huỳnh Loan rồi nha tình yêu. Chị Thanh Thiếu Phạm ơi, mẫu đen cổ yếm hồi nãy hết hàng rồi nha chị. Em lên một mẫu đầm màu cam cực kỳ xinh luôn nè. Màu cam rất là trẻ trung luôn các tình yêu ơi. Mẫu này có mút ngực. Những mẫu đầm thiết kế của hàng cao cấp bên em đều có mút ngực hết nha. Mẫu trắng 45kg vừa nha chị Mỹ Hà. Mẫu này tầm 65kg đảo xuống mặt vừa co giãn chất liệu là ren. Đây, đây là size hơi to một tí nha các tình yêu. Có thể thấy phần tay của nó là em mặc không có ôm nè. Ren đen xòe cho chị Tâm Trương nè. Mẫu em mặc là 65kg đảo xuống mặt vừa body. Bạn em mặc là 57kg nha các tình yêu. Chốt comment mã váy cam hoặc là body đen giúp em nha. Váy cam hoặc là body đen 120 kèm số điện thoại giúp em nha các chị. 120 thôi cực kỳ xinh. Những mẫu này là có mút ngọt luôn nè. Đây mẫu này chị nào tin tin mặc rất là dễ thương luôn nè. Không hề kén tuổi đâu các chị. Chị nào mà 65kg á mình khó lựa đồ á, mẫu này bao xinh nhé. Chị Thanh Hiếu Phạm chốt mẫu nè. Chị Thanh Hiếu Phạm ơi, mình chốt comment mã cam 120 kèm số điện thoại giúp em nhé. 6 gái vi comment đúng cú pháp giúp em nha. Huỳnh Loan ơi, chị hỏi mẫu nào tình yêu, mẫu đen hay là mẫu cam chị? Mẫu đen của em thì 65, còn mẫu cam của em là 65, còn mẫu đen là 57kg nha chị yêu ơi. Huỳnh Loan 55kg. 55kg. Hoa mẫu đơn chốt body đen nè. Thảo Lê chốt body đen nè. 6 gái vi chốt một váy cam nè. Còn tình yêu nào chốt mẫu này
nữa không các chị ơi? Em nhắc lại là mẫu này chỉ còn một vài mẫu nữa thôi, chỉ còn một vài mẫu nữa thôi chị ơi. Thảo Bùi 120 áp dụng chia sẻ bài viết nha, chia sẻ ít nhất là năm họ nhóm giúp em nha, tình yêu nhóm công khai nha các chị. Các chị chia sẻ nhóm kính thì không ai biết được shop của tụi em. Còn tình yêu nào chốt hai mẫu em đang mặc không? Mẫu cam cực kỳ xinh luôn. Chị nào nặng cân một tí mặc mẫu này bao xinh nhá, 65kg em cho chị 67kg luôn, tại vì nó co giãn. Chị Ngọc Thắm chốt một mẫu màu cam nè. Các tình yêu mình chốt hàng cứ việc comment đúng cú pháp thì chốt rất là đơn giản luôn các tình yêu ơi. Đây, mẫu hết cam nha các tình yêu ơi. Đây mẫu body đen rất là xinh, mẫu này mặc được hai kiểu nha các tình yêu. Tình yêu nào không muốn hở thì mình có thể kéo lên cái hành cổ tròn nha các chị. Bích Ngọc Thắm, Ngọc Thắm, Ngọc Thắm rồi chốt mẫu cam rồi nè. 50kg mặc mà mẫu body đen vừa nha chị. Nhân Hồng ơi, 68kg là mặc không vừa nha chị. Còn tình yêu nào chốt mẫu nào thì mình comment mã giúp em nha. Mình hết mẫu cam rồi chị Huỳnh Loan ơi. À còn một cái nữa các chị ơi, hên quá. Cam 55kg vừa nha, còn một cái duy nhất. Tình yêu nào nhanh tay comment mã cam. Cam 120 kèm. Thanh Hiếu Phạm chốt màu cam nè. Không, tình yêu nào chốt body đen em qua mẫu nha. Mẫu đó mặc lên rất là sang. Huỳnh Loan chốt body đen nè. Huỳnh Loan có đơn rồi nè. Chị Hoa mẫu đơn ơi, chị chốt cái đen nào? Chị phải cái đen đầu like không chị? Các tình yêu chốt rồi, em đọc tên là chứng tỏ là chị có đơn rồi. Chị đừng có nhắc hoài nha mấy chị ơi. Chị nhắc đó tại em lên nhiều mẫu đen lắm, lộn xộn đó các chị, rất là khó khăn. Đây mẫu cam em mặc một mẫu cam nữa. Tình yêu nào thích cam nè, nhanh tay chốt mẫu này. Những mẫu hàng thiết kế mà nhắn mấy cái đường này rất là tinh tế luôn các chị. Tình mẫu này 60kg vừa nha, 60kg vừa co giãn nha các tình yêu. Dạng đuôi cá nhẹ nha các chị. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là cam nuôi cá nha. Đừng có chốt, đừng có comment mã là cam hay lộn với cái mẫu lần trước nha chị. Chị Hoa mẫu đơn chốt body đen comment mã, còn mã 120 kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Body đen 43kg vừa nha chị. Xì bo đây một mẫu body màu nâu nha các chị. Màu cam này hơi sậm. Comment mã giúp em là nâu giúp em nha. Dạng cổ yếm 57kg đảo xuống mặt vừa có lót bên trong chất liệu là ren nha. Chốt comment mã body nâu 120 kèm số điện thoại giúp em nha các tình yêu. Chị Hoa mẫu đơn có đơn rồi nè. À Tấn Chiến lâu quá mới gặp lại tình yêu luôn. À chị Quỳnh Loan ơi. À, em hai tụi mẫu. Em là 50kg nha chị, còn mẫu chị em là cũng 50kg luôn mà có điều chị cao hơn em một tí nha. Hồng 60kg vừa không? Dạ mẫu đó mình mã là màu nâu nha chị. 50kg vừa nha, 57kg đảo xuống vừa. Nếu như chị cao một tí, cao 1m6 là 60kg vừa nha chị Yến Gia. Giá 120 nha các chị. Hai mẫu đơn. Hai mẫu đơn em chốt cái màu đen cho chị rồi nha tình yêu ơi. Rồi tình yêu nào chốt mẫu nào, mẫu của em là 60kg vừa nha các chị. Comment mã giúp em là cam nuôi cá nha. Cam nuôi cá 60kg đảo xuống mặt vừa. Tình yêu nào chốt comment mã cam nuôi cá 120 kèm số điện thoại. Rất là xinh luôn. Còn mẫu bạn em comment mã giúp em là body nâu nha các chị. Body nâu 57kg đảo xuống mặt vừa. Các tình yêu có ở đó không các chị ơi? Hai mẫu em lên rất là đẹp mà không có tình yêu nào chốt đơn thì sao? Rất là xinh luôn đó các chị. Hàng thiết kế 120k thôi. Chị Thảo Lê chốt một body nâu nè. Body nâu 57kg đảo xuống mặt vừa. Cam nuôi cá là 60kg nha các chị. Chất liệu là ren rất là xinh luôn. Ren phối lưới nha các tình yêu.
Tình yêu nào chớ comment mã 120 kèm số điện thoại giúp em nhé. Chị Đinh Yến ơi, chị chốt mẫu nào dạ chị? Comment mã cam nuôi cá hoặc là body nâu nha chị. À, chị chốt mấy chị tình yêu á, mình chốt đừng có ghi một bộ, em cũng không biết màu nào nữa thì em lên ọc được. Đinh Yến chốt màu đỏ. Chị Đinh Yến ơi, mẫu đó là mã của em màu nâu nha. Chốt comment mã giúp em là body nâu nha các chị. Màu đó là màu cam hơi sậm đó, nhưng mà em lên mã nâu cho dễ nha. Mai gửi nha chị Thảo Lê ơi. Chưa mai ơi, mai em gọi điện chốt hàng nha. Em gọi điện 2 ngày các chị không nhấc máy, không liên lạc được thì em sẽ hủy đơn nha các chị. Lên hai mẫu cực kỳ sang luôn. Một mẫu là đầm ghen đen nha các chị ơi. Ghen đen 57kg đảo xuống mặt vừa, 60kg luôn, đây phần bụng còn dư 1 phút đây nha các chị. 60kg là mặt ôm bao đẹp, cung cấp tình yêu. Chốt comment mã ghen đen xòe giúp em nha. Còn mẫu em mặc một body đỏ lên rất là trắng da. Chốt comment đỏ ghen giúp em nha. Body đỏ ghen giúp em nha. 120 nha chị Sang Trương Thị Sang. Mã của em là body đỏ ghen nha các chị. Body đỏ ghen 120 kèm số điện thoại. À, mẫu đó là mẫu cái màu hồng mà chị Yến Gia nói là 60kg, là 1m6 thì sẽ mặc vừa nha tình yêu. Màu đó là màu cam hơi sậm nha các chị. Hai mẫu em lên rất là đẹp luôn. Tầm là năm mẫu của em là 57kg co giãn, còn của bạn là 60 nha. Chị nào mà tầm 60kg mặc bao đẹp mẫu màu đen của bạn em nha các chị. Body đỏ ghen. Đen ghen đen xè cho chị Huỳnh Loan nè, dồn đơn cho tình yêu nè. Thanh Mai chốt một body đỏ ok tình yêu. Đây mẫu body đỏ này 57kg mặc lên được nhiều kiểu nha các chị. Đây có thể mặc được dạng cổ tròn hơi hơi hở một tí thôi. Tình yêu nào chốt comment mã body đỏ ghen giúp em nha. Và một mẫu của bạn em mặc là ghen đen nha các chị. 60kg đảo xuống mặt vừa, phía dưới khóa rất là xinh luôn các chị. Các chị thấy trên hình nó rất là xinh không? Tình yêu nào ưng thì chốt giúp em nha. Chị Đinh Yến rồi, chị chốt mẫu nào vậy chị? Đen xè 1m7 chị bao nhiêu ký? Chị Duyên Hana. Em nghĩ nếu 1m7 mà chị 65kg mặc bao vừa cho tình yêu luôn. Đinh Yến chốt body hồng guốc nè. Cho chị riêng đen xè Hà Vũ. Tình yêu chốt comment mã ghen đen xè 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Còn Lê chốt comment mã cộng số điện thoại giúp em nha chị. Mã là body đỏ hoặc là ghen đen xè 120 kèm số điện thoại nha. Cao 1m45. Dạ. Dạ không dài đâu chị ơi. Chị Nguyễn Trung Kiên chốt một body đỏ nè. Mẫu màu đỏ không có màu trắng nha chị Phạm Thanh Vinh. Màu đỏ lên rất là đẹp đó chị. Mình rất là tôn da luôn. Màu trắng nhiều khi da ngâm thì mặt mình không xinh đâu nha. Đầm 70kg là những dạng đầm xương nha chị Thanh Loan. Còn như body hay váy xòe thì bên em không có nha. Ghen đen 60kg vừa nha, lửa sóng về đêm, cao 1m55. Chị Nguyễn Trung Kiên, mình cao, mình cân nặng bao nhiêu thì em mới biết được nha tình yêu ơi. Đồng giá 120 nha chị Bo. Chốt mẫu này comment mã giúp em là ghen body ghen đỏ nha. Còn bạn em là ghen đen xòe nha các chị. Đồng giá 120, mẫu đen thì là 60kg mặc vừa, còn bên em thì chỉ 57kg thôi nha chị. Dạ em chốt cho chị Đinh Yến rồi nha. Chị Nguyễn, mẫu của em cao 1m62, nặng 50kg nha chị yêu ơi. Còn tình yêu nào chốt comment mã giúp em nha. Body đỏ này lên rất là tôn da luôn. Công sở mà vẫn được nha các chị. Mấy mẫu công sở. Mẫu đỏ. À mẫu đỏ em cao 1m6 nha chị Hướng Dương. Mặt rất là thanh lịch luôn các chị. Mấy chị mà giáo viên công chức văn văn phòng á, mặt mẫu này rất là xinh. Còn mẫu bạn em là bạn em mặc là khỏi chơi luôn nha các chị.
Chị Thu Huyền thắc mắc đơn hàng inbox nha em, chỉ có việc bán hàng thôi. Chị Nguyễn Trung Kiên ơi, mình nặng bao nhiêu mới được nữa chị? Chị siêu siêu cu ơi, mình body màu đỏ, mình comment đúng cú pháp giúp em nha. Chị Nguyễn Trung Kiên, chị cao 1m55 mà chị nặng bao nhiêu chứ chị? Em là màu đỏ là cao 1m6 nha chị, còn chị mặc màu đen là cao 1m50, 1m62 nha. Váy màu đen dạ vừa nha chị, xì bo mẫu đó đẹp đó nha chị, chỉ tầm 5-60 kg đảo xuống mặc vừa các chị à. Mà chị cỡ 1m52 là 46 kg là cũng cỡ vừa mẫu em rồi đó nha, mẫu em được cái cao thôi. Các chị ơi, các chị hỏi vừa không chị, các chị phải comment chiều cao và cân nặng thì em mới biết để tư vấn cho chị. Body đỏ nếu chị một chỉ 60 kg thì chị phải cao tầm 1m6 mình mới vừa nha chị, lửa sống về đêm. Nặng 52 kg, cao 1m55. Vừa nha chị ơi, vừa đó chị. Rồi tình yêu chốt thì comment mã giúp em nha. Số cân nặng của chị là có thể là mặc ôm đó nha chị. Mặc ôm thì rất là tôn dáng nha chị Nguyễn Trung Kiên. Chốt mẫu comment mã giúp em là body đỏ và đen xè giúp em nha. Body đen đỏ và đen xè giúp em nha các tình yêu ơi. Đây, em cao 1m6 em mặc ngang đầu gối, còn chị nào cao hơn thì có thể nhích hơn một tí nha. 1m65, 55 kg. Chị siêu cô chốt một mẫu body màu đỏ nè. Chị mặc mẫu này đẹp lắm nha chị ơi, với 1m65 mà 55 kg là mặc bao đẹp nhé. Còn tình yêu nào chốt nữa không chị ơi, em qua mẫu nha. Không có màu đỏ nha chị Hiếu Đỗ. 147 kg, cao 1m52 vừa nha chị Phương Phương Tinh Hoàng. Tình yêu nào chốt mẫu nào thì comment mã giúp em nhé. Nãy giờ em tư vấn rất là nhiệt tình luôn các chị ơi. Tư vấn rất là nhiệt tình luôn đấy các chị. Đây lên hai mẫu, hôm nay là lên hàng hàng cao cấp rất là xinh đó các chị. Đây chị nào mà tầm 60 kg không có lựa body khó, mẫu em mặc là 60 kg mặc vừa nha các chị, em 50 kg mà còn khá là rộng luôn. Chốt comment mã giúp em là body vàng nha, mẫu này là tầm 60 kg mặc đẹp nha, em 50 kg em mặc lên giống như một cái máy xu gì đó các chị. Tần Lê hỏi mẫu nào tình yêu ơi, với chiều cao của chị Hoàng Vũ ghen đen xòe cho chị nè. Dạ em thấy Hoàng Vũ chốt mẫu ghen đen xòe rồi nha. Sao? Chị Toàn đây ơi, chị chốt chị hỏi mẫu nào vậy chị? Một nếu như 1m7 mà 63 kg là hầu như mặc vừa những mẫu bên em nhé. Em lên hai mẫu cực kỳ xinh luôn. Chốt mẫu này comment mã giúp em là body vàng nha các chị. Thường ngày là em rất ít về những mẫu mà đỏ cam màu vàng đó các chị, vì em thường về những mẫu thông dụng hoặc là tôn da thôi. Hôm nay chị nào thích màu vàng mua mẫu này về rất là xinh, rất là quý tộc luôn các tình yêu. Mẫu xanh bạn em mặc cực kỳ xinh luôn, dạng xòe nè, phía trong là nó cái lót nó màu da đó nha các chị, màu da rất là xinh. 57 kg đảo xuống mặc vừa mẫu này, tình yêu nào chốt comment mã giúp em là xanh xòe nha. Nguyễn Thuận chốt một body vàng nè. Chị Linh Thùy ơi, mình lấy làm xanh comment mã xanh xòe 120 kèm số điện thoại giúp em nhé. 57 kg đảo xuống mặc vừa mã đầm xanh và 60 kg đảo xuống mặc vừa mã đầm vàng nha các chị. Chị ơi, mình nếu như mình 1m45 đó chị, mình có thể mua mẫu này về rồi mình lên live vẫn được nha chị. Chị ơi,
Thúy Nguyễn ơi, mình chốt đầm xanh comment mã đầm xanh 102 kèm số điện thoại giúp em nha. Xanh xòe 102 kèm số điện thoại giúp em nha. Mẫu này là 57kg trở xuống mặt vườn nha các chị. Còn mẫu vàng của em là tầm 60kg nè. Đây là những mẫu hàng cao cấp có mốt ngực cực kỳ đẹp luôn. Các chị có thể khỏi mặt luôn nha các chị. Khỏi mặt lại y, mặt mấy mẫu này vẫn được nha. Các tình yêu đặt hàng mình comment đúng cú pháp giúp em nha các chị ơi. Comment đúng cú pháp em, bên hệ thống mới chốt được máy chốt hàng nha chị. Hệ thống của em là lập trình là mình phải comment đúng cú pháp. 58kg mặt vừa nha chị Linh Thùy. Đầm xanh 60kg, 60kg tầm 1m6 nha chị Trần Bảo Quý. Đầm 120 thôi nha chị Trang Mai ơi, mã đầm xanh rất là xinh luôn. Màu cam 49. 49kg mà cao 1m45 vừa nha chị Thanh Hiếu Phạm. Chị có mặt có thể là chị mặt sẽ vừa hơn em đó chị. Đầm vàng 54kg 1m52 vừa nha em. Nhắc lại mẫu này của em là tầm 60kg mặt vừa nha các tình yêu ơi. Các chị mặt về mình có rộng hơn gì mình có thể bóp lại một tí nha. Còn mình thấy mình dài dài quá thì mình lên like nha các chị. Rất là xinh luôn, hàng thiết kế mà chỉ có 120 thôi các tình yêu ơi. Mẫu xanh nãy giờ các chị hỏi quá trời luôn nè. Có mút ngực nha các chị, dạng cổ mà chéo hai bên rất là xinh. Tựa tựa như cổ yếm đó các chị, chớ comment mã xanh xòe 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Chất liệu này là ren cao cấp luôn đó các chị ơi. Màu đen xòe mẫu nào chị ơi? Em nãy giờ qua rất là nhiều mẫu đen xòe luôn chị. Mẫu vừa mới vừa qua thì 55kg 1m65 vừa nha chị Diệu Hiền. Nếu như mẫu vừa hồi nãy bạn em vừa qua là vừa nha. Màu xanh đồng giá 120 hôm nay theo hàng cao cấp đồng giá 120 luôn nha các chị ơi. Trần Bảo Quý chốt một mẫu đồng xanh nè. Hết xanh rồi các tình yêu ơi. Hết xanh nha. Còn duy nhất hai cái. Em chốt cho chị Linh Thùy comment nhanh tay nè. 50kg mặt vừa nha chị Thảo Bùi mẫu đồng vàng. Chốt cho chị Linh Thùy nè và chị Trần Bảo Quý là hết mẫu xanh lá bên em rồi nha. Hết mà không có màu khác luôn chị ơi. Anh Linh ơi. Rồi ha, là hàng vừa thiết kế cực kỳ đẹp luôn các chị, hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp. Mẫu xanh của em là tầm 60kg nha, chốt comment mã xanh dương giúp em nha. Chị Diệu Hiền chốt. Tịnh Tâm chốt một mẫu đầm vàng nè. Mẫu đầm xanh này lên các chị thấy không, lên rất là xinh luôn. Mẫu này rất thích hợp những chị làm công sở đó chị. Công sở mà phong cách của mình đã thuộc dạng thanh lịch rồi, mình lâu lâu mình đi tiệc muốn thanh lịch mặc đầm này rất là xinh và sang luôn. Chốt comment mã xanh dương 120 kèm số điện thoại giúp em nha. 120 thôi các tình yêu ơi, mẫu em mặc là tầm 57. Chốt comment mã đỏ xòe 120 kèm số điện thoại giúp em nha các chị. Màu xanh 60kg đỏ xuống mặt vừa nha chị Hương Phạm, cực kỳ xinh luôn. Đó, đồng giá 120 hết nha các tình yêu ơi. Các chị đặt hàng vui lòng nhìn bài ghi giúp em nha. Mẫu đỏ em đang mặc là 57kg đảo xuống, còn mẫu xanh là 60kg nha. 120k một bộ. Tình yêu nào đặt hàng comment mã 120 kèm số điện thoại giúp em nha các chị. Đàm em đang mặc tầm 57kg đảo xuống mặt vừa nha Thúy Thân Cao. Đầm xanh 60kg vừa nha chị Tịnh Tâm ơi. Hồi nãy em có nói là mẫu này 60kg vừa nha các chị. Đây phía trong nó lót màu trắng rất là sang luôn các chị. Những mẫu mà chắc chị Huỳnh Loan chốt một mẫu đỏ xòe. Dồn đơn cho tình yêu nè. Tình yêu nào chốt mẫu đầm xanh comment mã giúp em là xanh dương nha. Nãy giờ em lên rất là nhiều xanh luôn. Mã này là xanh dương giúp em nha các chị. Mẫu của em là đỏ xòe 57kg đảo xuống mặt vừa.
ship 30k nha chị Trần Bảo Quý. Mình là nếu các chị đặt đơn hàng trên 500k thì tụi em sẽ free ship cho các chị với điều kiện là phải chuyển khoản trước nha các tình yêu ơi. Thắc mắc đơn hàng vui lòng inbox nha các chị, like kêu em chỉ bán hàng thôi. Chị Trang Phạm làm đỏ không co giãn nha chị ơi, 57kg vừa nó làm đỏ. Rồi chị Lưu Tranh chốt mã xanh comment mã xanh dương 120 kèm số điện thoại giúp em nhé tình yêu. Mã xanh dương 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Cực kỳ xinh hai màu luôn, em qua mẫu nha các chị ơi. Yêu chốt hàng comment đúng cú pháp nha. Đừng mình đừng nên nhắn tin là cho em cái màu xanh, cho em cái màu đỏ hay là cho em cái màu này màu nọ. Bên em không có biết đường chốt nha các chị. Comment đúng cú pháp thì bên em mới chốt hàng được vì hệ thống là máy. Mẫu đỏ cho hình thăng cao nè, ok tình yêu nè. Phí thăng cao. Chị Lưu Tranh ơi, mẫu đó là chị phải comment đúng cú pháp thì bên em mới chốt hàng được nha chị ơi. Chị đổi đầm vàng lại đầm xanh nhé. Dạ ok tình yêu tịnh tâm nè. Bạn em lên tiếp tục một mẫu xanh dương nữa nha chị. Đây mẫu này rất là xinh luôn. Mẫu này là co giãn tầm 60kg vừa nha. Đây dạng ren của nó, ren này ren mềm mặt rất là mát luôn các chị. Đó, rất là mát đây ghen mà nó co giãn, thường rất ít mẫu ghen co giãn nha các chị. 60kg đảo xuống mặt vừa. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là xanh dương, mã 02 giúp em nha. Để mình tránh nhầm với cái mẫu trước nha các chị ơi. Còn chốt comment mã xanh dương 02 60kg đảo xuống mặt vừa nha. Mẫu body đen em đang mặc, chốt comment mã đen cánh tiên giúp em nha. Đen cánh tiên 57kg đảo xuống mặt vừa. Chất liệu là ghen cao cấp phối lưới nè, rất là đẹp luôn. Chốt comment mã đen cánh tiên 120 kèm số điện thoại nha các tình yêu. Hai mẫu bao xinh luôn. Chốt rồi nhớ các chị nhớ là mẫu xanh mã là xanh dương 02 nha các chị, 120 thôi nha chị Xuân Định. Rất là xinh luôn mà giá chỉ có 120 thôi các chị ơi. Hôm nay là sale nha các chị. Hàng vừa về là em sale để gọi là có khách hàng đó các chị. Body đen em đang mặc thanh mai ok tình yêu. Mỹ Hà ơi, mình chốt comment mã đen tay xòe 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Em đang lên một mẫu body đây nha chị Sang Trương Thị Sang. Chị Huỳnh Loan chốt một mẫu cánh tiên 120, em thấy comment của chị rồi nha. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em nha, mẫu cánh tiên 120 à, 57kg. Còn mẫu xanh dương của bạn em là mẫu xanh dương 02 nha các chị, mẫu đen 57kg đảo xuống vừa nha chị. Ngàn quản chốt đen comment mã cộng số điện thoại giúp em nha. Mẫu 63kg là có em lên, có lên mẫu qua mẫu rồi đó chị Tuyết Minh ơi, em có lên một mẫu 65 đó chị, mà qua mẫu rồi. Em lấy tay đen xòe Mỹ Hà chốt comment đúng cú pháp giúp em nha. Đầm đen em đang mặc 60kg, 1m6 mặc vừa nha chị Tịnh Tâm. Mẫu này chỉ tầm 57 thôi. Mỹ Hà chốt một mẫu đen xòe nè. Đầm 70kg là những mẫu đầm xương nha chị Nguyễn Mai. Tình yêu nào chốt mẫu đầm xanh của bạn em không, mẫu xanh này rất là xinh luôn các chị. Đen 63kg tầm 1m6 mới vừa nha chị Nguyễn Hằng, phải từ 1m62-63 gì mình mới mặc vừa nha chị ơi. Body đen 56kg mặc vừa nha chị Lâm Huy Tuyết chốt comment mã. Huỳnh Loan 5 cái rồi nha tình yêu ơi. Các chị mua hàng đơn hàng trên 500k sẽ được free ship nha, với điều kiện là chuyển khoản trước giúp em nha các chị. Mã cánh sen. Dạ, dạ chị Thanh Mai, em chốt cho chị Thanh Mai mẫu rồi nha. Tình yêu nào chốt mẫu bạn em đang mặc không các chị ơi, rất là xinh. Đây chất liệu là ghe mẫu này là tầm 60kg nha các chị. Đen hết rồi nha tình yêu ơi. Chị Ngà Nguyễn ơi, mẫu đen hết rồi nha chị.
chị ơi, các chị đặt hàng á, mình có thể nghe em tư vấn số ký và chiều cao thì các chị có thể đặt được rồi. Mình cứ hỏi cái này, mình cứ hỏi số ký xong mình comment chiều cao, và tới mấy chị khác lúc đó là các chị tranh thủ đặt hàng hết trơn rồi, lúc đó là mình mua hàng không được rất là tiếc luôn các chị. Dạ ok Huỳnh Loan luôn nè. Chị Huỳnh Loan là chắc chắn là được thu xếp luôn rồi đó. Chị Huỳnh Loan là chị inbox giúp em nha. Với đơn hàng nhiều thì các chị inbox giúp em nha chị ơi. Chị tình yêu nào mình đặt hàng mà đơn hàng trên 500k chuyển khoản thì mình inbox nha các chị. Chị Đinh Yến ơi, quên mình, chị quên gì chị ơi. Thì hôm nay là em lên đồ theo, em không có lên mẫu theo yêu cầu nha các chị. Đây một cái body bạn em mặc rất là xinh luôn, 57kg vừa nha, có cái kèm thắt lưng luôn nha các chị. Chốt comment mã giúp em là body đen giúp em nha. Chị Yun Kut BTS chốt một cái body đen nè, 57kg đảo xuống mặt vừa rất là xinh luôn, co giãn nha các chị. Tầm 58kg mặt bao vừa luôn nha. Đây các chị nào mình tính tình mình dịu dàng công chúa, mình mua mẫu này về mặt rất là đẹp luôn, 57kg vừa nha các chị. Chốt comment mã giúp em là công chúa Hồng nha. Chị Junbox BTS ơi, số điện thoại của chị sai nha, chị cập nhật số lại giúp em nha chị. Hồng 120 nha chị, lửa sóng về đêm 57kg đảo xuống mặt vừa rất là xinh luôn, chất liệu là ren phối nha. 58kg vừa nha chị, nếu chị cao tầm 1m58 hay là gần 1m6, 58kg cho vừa nha. Chị Hà Vũ chốt một mẫu đen body hoa trắng nè, Hà Vũ dòng đơn cho tình yêu nè. Các chị nào có đơn rồi comment mã và dồn đơn giúp em nha. Body đen hoa trắng 57kg đảo xuống mặt vừa các chị, tầm 1m58 trở lên á là cỡ năm cao hơn, nặng căng hơn một tí mặt vẫn vừa nha các chị. Chất liệu là thun sô ly cao cấp rất là xinh và có mút ngực nha. Mẫu này thì có kèm theo cộng dây xích luôn nha các chị, dây thắt lưng nha. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em nha. Đồng giá 120 thôi mà. Bên em giá 120 đã là sale rồi nha chị Huỳnh Loan ơi. Bên em dạ chị, nếu như chị mua 10 cái thì inbox giúp em nha chị Huỳnh Loan. Chị nào chốt mẫu hồng bên em comment mã công chúa Hồng nha, 57kg 2 mẫu, 57kg đảo xuống mặt vừa. Chị Vinh Bắc BTS, chị mặc vừa nhưng mà chị cho số điện thoại là số điện thoại chưa cập nhật mã vùng nha chị Vinh Bắc ơi. Chị số của chị là 11 số, đặng chị cập nhật và chị comment lại giúp em nha. Mình đưa số như vậy bên em gọi điện tới nơi cũng không biết gọi điện ai ra nhận hàng đâu chị. Chốt hàng comment mã cộng số điện thoại, không tình yêu nào chốt mẫu này thì em qua mẫu này nha các tình yêu ơi. Hôm nay là về hàng cao cấp rất là xinh luôn các tình yêu, mà mình coi hết like mà mình lựa không được đồ rất là tiếc nha. Tiền ship 30k cho một đơn hàng nha chị Thảo Lê, chị mua một bộ hay là hai bộ thì bên em vẫn ship là 30k hết nha chị. Em nha các chị, tương tác để mình tiếp tục lên đồ nè các tình yêu. Đây lên một mẫu body và một mẫu body đuôi cá cực kỳ xinh luôn. Đầm hồng đang mặc 50kg thì chị cao, chị cỡ tầm 1m58 hoặc là 38 trở lên mặt mới vừa nha chị Trung Anh Trần Ngọc.
Nếu không mà chị mặc ủa 50 kg vậy thì lộn, 50 kg mặc vừa nha, em nhìn lộn 60 kg nha chị. Trung anh Trần Ngọc vừa nha chị, 120 nha chị yêu ơi. Body đen cho chị Khởi Vi Lê nè. Tình yêu nào chốt mẫu đen, hai mẫu em đang mặc, mã của em là trắng cổ yếm nha, còn của bạn là đen nuôi cá giúp em nha các chị. Đen nuôi cá 57 kg đảo xuống mặc vừa hai mẫu luôn nha các chị. Mẫu phía sau của em thì là có thắt nơ nhưng mà em thường thay đồ nên không có buộc nha. Chốt comment mã trắng cổ yếm hoặc là đen nuôi cá giúp em nha các tình yêu. Cực kỳ xinh luôn, 57 kg đảo xuống mặc vừa. Đây 50 kg mặc còn rộng nha các chị. Hai mẫu này không hề kén da nha các chị. Hai màu trắng với đen này lên rất là thông dụng luôn, hai màu sắc rất là thông dụng. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là trắng, trắng cổ yếm hoặc là đen nuôi cá nha. Những mẫu nào mà cao cấp cái thi như thế này á các chị, mua về mình mặc, mình đi dự event nè, mình đi chơi, mình đi những nơi sang trọng, đám cưới, đám hỏi gì đều được hết nha các chị. Đây mẫu đen này cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Dạng mà trễ vai, khoét vai đó chị. Chị nào mình thích mặc, mình không thích hở quá, mình mặc mẫu này rất là đẹp luôn nè. Chị siêu cô ơi, tùy vùng, tùy địa điểm nha chị. Nếu như chị ở xa nơi của tụi em thì ship sẽ hơi lâu một tí nha, tầm 5 đến 6 ngày, ghi thứ bảy chủ nhật thì bưu điện không có làm. Nếu như các chị nào đặt hàng mà cận kề 2 ngày đó thì sẽ ship hơi trễ một tí nha các chị. Có tình yêu nào chốt hai mẫu bên em đang mặc không các tình yêu ơi, rất là xinh. Hai mẫu này cực kỳ xinh luôn, hàng thiết kế cao cấp 120 mà không chị nào đặt sao. Rất là xinh nha các chị. Tình yêu nào đặt hàng comment mã giúp em nha, trắng cổ yếm hoặc là đen nuôi cá cho em qua mẫu nha các tình yêu. Các tình yêu chấm tương tác giúp em đi các chị ơi. Mình đã mua hàng cao cấp với giá 120 rồi thì mình chấm tương tác để mình tránh bị ẩn nha các chị. Nhiều khi các chị comment mà mình không có tương tác nhiều mình bị ẩn á các chị, em không thấy được. Chị siêu cô chốt thêm một cái đầm đuôi cá đen nữa nè. Là chị siêu cô vừa chốt hai mẫu em vừa thay ra luôn nha chị ơi. Đây lên hai mẫu, những mẫu làm cao cấp hôm nay về cực kỳ xinh luôn các chị. Hai mẫu, tình yêu nào chốt mẫu màu tím comment mã giúp em tím nha. Tím là 57 kg đảo xuống mặt vừa dạng ghen nha các chị. Còn mẫu của em mã là hồng cam nha các tình yêu ơi. Đây chất liệu đều là ghen hết luôn và là hàng cao cấp nên đều có muốn ngực các chị khỏi lo nha. Độn thêm một phút nữa các chị. Chốt comment mã hồng cam 120 kèm số điện thoại hoặc là mã tím 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Cực kỳ xinh luôn, chất liệu là ren nè. Ren phối lưới có 3 tầng đặng. Rất là công chúa luôn nha các chị. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là hồng cam hoặc là tím nha. Hồng cam hoặc là tím mã là 120 giúp em nha. Hồng cam tím 120 kèm số điện thoại giúp em. Các tình yêu nào chưa đổi mã vùng á, mình comment đổi mã vùng giúp em luôn nha. Chị ơi siêu cô ơi, chị cao mét mấy bao nhiêu chị? Mẫu đó là tầm 57 kg đảo xuống mặt vừa đó nha tình yêu. Hồng cam 37 kg thì mình hơi gọng một tí nha chị Thiều Anh. Mình về có thể nhắn eo lại nha. Nhưng mà mình mua đồ thà gọng chứ đừng có chặt chị ơi. Gọng mình còn về mình nhắn nhá được, còn chặt là coi như hết làm ăn gì được luôn. Dạ mẫu chị có vừa nha chị. Chị 37 kg mà cao 1m40 là có thể chị sẽ mặc như em nha. Mẫu em là tầm 57 kg mà. Đây em mặc còn khá là dư một chút nha chị. Chốt comment mã hồng cam hoặc là tím giúp em kèm số điện thoại nha các tình yêu. Hồng cam hoặc là tím kèm số điện thoại, giá là 120 cho một sản phẩm nha. Phí ship là
50k, đơn hàng trên 500k, bên em phát phí ship cho các chị với điều kiện là phải chuyển khoản nha chị. Dạ, với cái chiều cao 1m65 mà 55kg của chị siêu cô là mặc đồ bao đẹp nha chị ơi. 49kg vừa nha chị Nhã Nhật Hoàng Nguyễn đây, mẫu tím rất là dễ thương luôn. Mẫu này là không hề kén nha các chị. Đây, chị nào mà lớn lớn tuổi một tí mặc mẫu này vẫn rất là đẹp và sáng da luôn các chị. Bên em còn rất là nhiều mẫu khác luôn nha chị Thiều Anh ơi. Mình xem hết like này để mình có thể lựa được mẫu ưng ý nha chị. Em qua mẫu nha các tình yêu ơi. Hồng cam 52kg vừa nha. Các tình yêu mình nghe em tư vấn mẫu hồng cam có 57kg đã xuống mặt vừa thì tất nhiên là 52kg mình mặc vừa đúng không các tình yêu. Các tình yêu mình vừa vào like thì hỏi thì em không nói gì mà mình nãy giờ mình coi là mình hỏi nhiều á thì mình rất là tốn thời gian đó các chị. Đây lên hai mẫu cực kỳ xinh luôn. Đây mẫu màu đỏ thì đứng đi đứng đi. Mẫu anh mẫu bạn em mặc tình yêu nào chớ comment mã là đuôi cá trắng giúp em nha. 57kg đảo xuống mặt vừa cực kỳ xinh luôn. Chị Nhật Hoàng Nguyễn chớ comment mã tím. Tím 120 kèm số điện thoại giúp em nhé tình yêu. Chị comment như vậy thì bên hệ thống không chốt hàng được nha chị. Mã trắng bạn em mặc tình yêu nào chốt nè, 57kg đổ xuống mặc vừa, dạng đuôi cá rất là xinh luôn. Tình yêu nào mình không thích mặc váy ngắn á, những mẫu đuôi cá như vậy vừa mình vừa tôn được đường cong mà vừa rất là đẹp luôn các chị. 57kg đổ xuống mặc vừa, mã là trắng đuôi cá nha, trắng đuôi cá 120 kèm số điện thoại giúp em nha các chị. Lên một mẫu đầm công chúa rất là xinh luôn nè. Chớ comment mã đỏ hở vai nha, đỏ xòe hở vai giúp em mẫu này. 57kg đảo xuống mặt vừa nè, cực kỳ xinh luôn. Đây vải nó bên trong nó có những cái dạng kim tuyến lấp lánh đó các chị. Nhìn ở ngoài thì nó sẽ sáng hơn, nếu như trong tay thì các chị không thấy được sự lấp lánh của nó đâu. Chốt hai mẫu này comment mã giúp em là đỏ hở vai hoặc là trắng đuôi cá nha. 57kg đảo xuống mặt vừa luôn. Mình ốm, mình ốm thì mình nên mặc, em nghĩ là mình mặc ốm thì mình mặc màu đen hoặc là màu trắng nha chị. Đen trắng hoặc là đỏ, những mẫu đó thì thường không có kén dáng luôn các chị, với lại rất là thông dụng luôn. Mình ốm thì mặc những mẫu xòe như vậy nha chị, không thấy được là mình bị hạn chế về phần nào mà mình sẽ thấy mình thon nữa các chị. Có tình yêu nào chốt hai mẫu em đang mặc không các chị ơi, rất là xinh, đều có mút ngực hết nè. Mẫu body của bạn em giá 1257kg đổ xuống mặt vừa, mã là trắng đuôi cá nha. Còn mẫu của em là đỏ, đỏ hở vai nha các chị. Đây đỏ hở vai rất là xinh luôn, phối ren phối lưới nha các tình yêu ơi. Mẫu chặt mẫu đỏ này lên rất là trắng da luôn đó chị. Mình ốm mình mặc váy xòe rất là đẹp đó chị. Mình nhắn eo mình sẽ thấy mình thon nha chị ơi. Mình đừng có nên mặc những cái bộ body, nó sẽ làm lộ cái khuyết điểm của mình. Chị nhỏ nhẹ không xanh. Tình yêu nào chốt hai mẫu này comment mã giúp em nha. Mã là trắng, trắng trắng đuôi cá hoặc là đỏ hở vai nha chị. Đây mẫu đầm xanh nha chị nhỏ nhẹ ơi, đây là mẫu đầm xanh nha. 57kg đảo xuống mặt vừa, chốt comment mã xanh dây giúp em nha. Xanh dây nha các chị. À lửa sống về đêm. Đây mã xanh dây rất là xinh, 57kg vừa nha. Mẫu này chị nào da trắng thì mặc sẽ rất là đẹp nha các chị. Có tình yêu nào chốt hai mẫu này không? Có tình yêu ơi,
Thôi em bỏ hai mẫu này 120 là rất là tiếc nha. Không tình yêu nào chốt thì em sẽ qua hai mẫu này rồi tiếp hồi hồi cho mà thấy. Cách tình yêu tránh tương tác giúp em để em tiếp tục lên đồn như các chị mình chưa gần chưa uống hết like mà các chị đi muốn hết rồi. Trong khi là em bán đồ em đã xem với giá 120 rồi mà đầu like em chơi mini game hai cái luôn như có 49k chưa bằng một ly trà sữa luôn á các chị. Tím 120 cho Nhật Hoàng Nguyễn nè. Em lấy đỏ chốt cho chị Thiều Anh một cây đỏ. Hồng phía sau. Dạ mẫu hồng phía sau là dạng body nha chị, 57kg đảo xuống mặt vừa. Chị chốt comment mã hồng body giúp em nha chị Minh Minh Lâm. Đấy một cái body đỏ hở vai rất là xinh luôn. Đấy có muốn ngực luôn nha các chị ơi. Chị Nhật Hoàng Nguyễn ơi cho em xin số điện thoại. Chị Thiều Anh ơi cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Chị Thiều Anh của chị là 11 số thì bên em không chốt hàng được. Chị Thiều Anh chốt màu đỏ comment mã đỏ giúp em nha. Đỏ thở vai 120 kèm số điện thoại giúp em nha chị. Tình yêu nào chốt hàng comment mã giúp em nha. Còn dồn đơn thì mình comment cái đó ở cộng chữ dồn đơn giúp em nha các tình yêu. Đấy mẫu hồng body em cho các chị coi cận cảnh á. Rất là xinh luôn dạng khói đen nha các chị ơi. 57kg đảo xuống mặt vừa. Những mẫu hồng mà hơi ngã trắng một tí, hơi nhạt một tí thì những chị da trắng mặt lên sẽ rất là xinh nha. Chị Nhật Hoàng Nguyễn đồng giá 120 hết nha tình yêu ơi. Body đỏ chị nào chốt comment giúp em là đỏ trễ vai nha. Đỏ trễ vai 57kg đảo xuống mặt vừa. Chắc chị và không co giãn nha các chị. Đây co giãn. Tình yêu nào chốt comment mã đỏ trễ vai 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Chị Thiều Anh ơi chị comment đúng cú pháp như bài game là đỏ. Đỏ hở vai 120 kèm số điện thoại giúp em nha chị. Em vừa lên một cái đỏ luôn, chị comment đúng cú pháp giúp em mã là đỏ hở vai nha. Chị Bích Ngọc chốt đồng hồng, comment mã đồng hồng 120 kèm số điện thoại nha các tình yêu. Em lên một mẫu đầm xòe 57kg đảo xuống mặt vừa nè. Màu này là màu kem nha các chị, không phải là màu trắng nha. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là kem 120 kèm số điện thoại giúp em mẫu này nha. Hai mẫu đều là 57kg đảo xuống mặt vừa. Nguyên cái của em thì không co giãn nha, cái của chị ơi em thì co giãn một tí nha các chị. Màu đỏ lên rất là trắng da luôn các chị ơi. Hai mẫu đều có mút ngực rất là sang. Đây phần sau ngực em mặc là còn rộng. Hình Loan lấy đỏ trễ vai dồn đơn nè. Tình yêu nào dồn đơn comment giúp em chữ dồn đơn nha các chị. Hoặc là giờ đờ giúp em cũng được nha. Nhật Hoàng Nguyễn lấy đỏ dồn đơn nữa nè. Hiếu Đỗ chốt màu này là màu kem nha chị Hiếu Đỗ. Em nhắc lại màu kem nhé, không phải trắng nha chị ơi. Chốt cho chị Hiếu Đỗ thôi em, chị đính chính lại màu. Thiều Anh ơi chị không cho số điện thoại mà chị cứ comment chốt hàng hoài chị. Bên em không thể chốt được cho chị nha. Không có số điện thoại rồi em gọi điện em ai bắt máy chị ơi. Số đâu mà điện mà có người bắt máy luôn chị. Bích Ngọc coi hồng treo lấy đi. Chắc chị Bích Ngọc mới vô like đó. Dạ mẫu kem em đang mặc là 57kg nha chị. Đây mã hồng đây nha chị Bích Ngọc ơi. Rất là xinh luôn nha chị. Mẫu gen này thì nó co giãn nha tình yêu. Rồi chốt cho chị Thiều Anh một cái đỏ hở vai 120k thấy số điện thoại rồi nè. Chị Bích Ngọc ơi chị chốt mẫu hồng thì ok giúp em nha chị. Em vừa cho chị coi nha. Mẫu đó là 57kg vừa rất là xinh nha chị.
Tình yêu nào chốt hai mẫu em và bạn em mặc. Mẫu em mặc là màu kem nhé các tình yêu. Hiếu Đỗ chốt mẫu màu kem nè. 55kg vừa nha chị. Em nói là tầm 57kg thì tất nhiên là chị 55kg là chị mặc bao vừa rồi. Chị Bích Ngọc chốt comment mã giúp em là body hồng 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Ờ, vì hệ thống bên em là đúng cú pháp đó các chị, giống như mình phải làm đúng thì nó mới nhận dạng được. Dạ Hiếu Anh đỏ hở vai em nhớ rồi nha chị ơi. Em nhớ chị mẫu chị là nhiều nhất luôn á. Chị Bích Ngọc comment đúng cú pháp giúp em nha tình yêu. À mẫu mình ý là mình mặc dạng cổ tròn hơi rộng đúng không chị Mỹ Hòa? Mẫu đỏ hồi nãy là mình mặc ba được nha chị ơi, những mẫu đây giống như là cái mẫu đỏ hở vai em đang mặc nè, em có thể mặc được cổ tròn và mặc được hai kiểu nha các chị. Chị Bích Ngọc body hồng ok tình yêu nè. 45kg mặc vừa áo kem không? Dạ vừa nha chị Selena Loan. Đây hai mẫu em mặc. Đỏ mẫu Nhật Hoàng Nguyễn ơi đúng mẫu này không chị? Mẫu này mã em là 01 nha. Đỏ ở vai 01 giúp em nha các chị. Đồng giá 120 thôi 57kg đảo xuống mặc vừa hai mẫu nha các tình yêu ơi. Đây chốt mẫu này comment giúp em là đen hở vai nha chị. Còn mẫu em mặc là đỏ trễ vai nha, đỏ trễ vai mã 01 giúp em nha các tình yêu. 57kg đảo xuống mặt vừa co giãn. Mấy mẫu body á mình không co giãn thì mình ngồi xuống dễ hơn, mà mình mặc không co giãn nhiều khi mình ngồi nó nghe một cái tạt là không hiểu cái gì luôn nha. Đây co giãn rất là êm luôn nha các chị. Tình yêu nào chốt mẫu này comment mã đỏ hở vai 01 giúp em nha. Chị Thiều Anh cho địa chỉ luôn nè, cảm ơn tình yêu luôn nha. À, mình có địa chỉ rồi nhưng tụi em vẫn gọi điện chốt hàng nha các chị. Đây mẫu đầm xanh dương. Tình yêu nào chốt mẫu này comment mã xanh dây giúp em nha. Xanh dây này 57kg vừa nha các tình yêu. Đây nó phối ở trên là ren, phía dưới nó còn phối lưới nữa nha các chị, rất là xinh luôn. Đỏ trễ vai chị Bích Ngọc ơi, chốt mẫu này comment mã đỏ trễ vai 01 giúp em nha chị. Đỏ trễ vai 01 120 kèm số điện thoại giúp em nha các chị ơi. Chị Dương Ly vướng bệnh ơi, mình ưng mẫu đó thì mình chốt comment mã giúp em là xanh dây 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Hai mẫu em đang mặc rất là xinh luôn nè các chị, cứ để ý mẫu trên sàn không, trong khi em lên mẫu là có thể lên được tướng rồi các chị coi thế nào, các chị góp ý luôn. 57kg đảo xuống mặt vừa em, 50kg còn rộng nè các chị. Tình yêu nào chốt comment mã đỏ trễ vai 01 120 kèm số điện thoại giúp em nha. Còn của bạn em là mẫu là đen hở vai nha các chị. Đầm xanh 43kg mặt vừa nha chị Julie bướng bỉnh. À chị Bích Ngọc chốt một mẫu đầm xanh dây nè. Chị Julie bướng bỉnh cũng chốt một mẫu đầm xanh dây luôn nè nha. Áo đen hở vai 45kg mặc vừa nha chị Loan. Có gì đầm xanh kìa. À em xin lỗi chị Julie bướng bỉnh nha, 43kg mặc vừa nha chị. Tại em thấy mã đầm xanh để mình chốt. Tình yêu nào chốt mẫu đỏ và mẫu đen bạn em mặc rất là xinh. Đồ của chị thì chị chốt hàng rồi chị ơi, mẫu em mã phải em đặt rồi mà chị Thiều Anh. Không tình yêu nào chốt em qua hai mẫu này nhé các chị. Dạ đồng giá 120 hết nha chị Mai.
mình là có đều có mút ngọt hết luôn, nhớ chất liệu rất là êm nha chị ơi. 120 là giá cực kỳ hữu nghị nha. Hồng phía sau đã hết rồi. Hồng phía sau đã hết rồi nha chị Minh Minh Lâm ơi. Có chị đã chốt cái mẫu đó rồi nha chị. Chị giờ chị Tê Lê Loan chốt, Tê Lê Na Loan chốt mẫu đen hở vai, comment mã đen hở vai 120 vào số điện thoại giúp em nha. Mã đó là 120 nha chị yêu ơi. Đỏ của chị Hiếu Anh là mã đỏ trễ vai nha chị. Đấy, em bạn em lên một mẫu đầm công chúa trắng rất là xinh luôn, 57kg vừa nha. Chị Hiếu Anh là em ấn tượng chị nhất trong hôm nay em livestream luôn đó chị. Tena Loan chốt một mẫu áo đen hở vai nè, thấy số điện thoại của tình yêu nè. Dạ không có size lớn hơn nha chị Lan, Lan Hồng. Đây hai mẫu lên rất là xinh. Mẫu này mẫu hồng tím nha các chị. Còn mẫu bạn em mặc là công chúa trắng nha, đầm công chúa trắng giúp em 57kg đảo xuống mặt vừa hai bên luôn. 57kg nha. Mẫu của em là 60 nha chị. Đây co giãn. Chị Bích Ngọc ơi, mình chốt comment mã đàng hoàng giúp em nha chị ơi. Em thay đồ liên tục luôn, chị comment mã em đang mặc em không biết nha. Thí dụ mẫu này của em là mã là hồng tím 120 kèm số điện thoại. Dạ hơn mẫu 70 bên em đã hết hàng rồi nha chị ơi, chỉ có những mẫu đầm suông thôi. Em đang đặt mã luôn đó các tình yêu ơi, mã của em là mã hồng tím, còn của bạn em là công chúa trắng nha, đầm công chúa trắng. Đồng giá 120, công chúa trắng thì là 57kg vừa, còn của em là 60 nha các chị. Của bạn em là ghen phói nha, đây xòe rất là xinh luôn, mặc lên sang lắm các chị ơi. Đấy các chị nào nhẹ nhàng nữ tính đó các chị. Đấy mẫu này rất là xinh, có mút ngực nha. Mẫu đầm của em rất là xinh luôn nè. Dạ siêu cô hồng tím 60kg vừa, mẫu này rất là xinh luôn. Mấy mẫu hồng á các chị, mình thường kén là màu hạt màu đen, da hơi ngâm mặt không đẹp, nhưng mà màu này màu hơi sậm nha, da ngâm hay da trắng mặt lên thì rất là xinh. Bích Ngọc chốt một mẫu hồng tím 120 nè. Dạ đó là cách bán hàng của bên em để tránh mình bị giống như những cái shop khác nha chị, em đặt màu sắc cho dễ nha. Mã hồng tím và công chúa hồng giúp em nha các tình yêu ơi. 60kg mặc vừa mẫu hồng tím và 57kg vừa mẫu màu trắng nha các chị. Mẫu trắng rất là xinh luôn, hồi nãy là có cái hồng là có chị khác là đã mua rồi đó nha các chị. Có hai màu luôn, màu hồng em đã lên rồi. Mẫu này rất là đắt bên em đó nha chị ơi. Không chị nào đặt thì em sẽ qua mẫu nha các chị. Dạ 60kg vừa nha chị. Khuyên khuyên mẫu hồng là tầm 60kg vừa nha chị. Đây lên hai mẫu rất là xinh. Mẫu đầm hồng em mặc là 60kg vừa nha. Mẫu này khác cái mẫu hồi nãy nha các chị. Màu có tươi hơn một tí và nó rộng hơn một tí nha, 60kg vừa. Co giãn luôn nha các tình yêu ơi. Tình yêu nào chốt comment giúp em là mã hồng 02 nha. Không comment giúp em hồng tay dài nha các chị. Hồng tay dài 120 giúp em nha, 60kg đảo xuống mặt vừa nè. Còn mẫu bạn em mặc là 57kg nha, rất là xinh luôn. Đây phần ngực rất là xinh luôn nha các chị. Đấy phần ghen rất là đẹp luôn các chị ơi. Chốt comment mã đen xòe giúp em nha.
đen xè 120 giúp em 57 kg và số mặt vừa 120 nha chị Hoan Khánh ơi. Màu đỏ trễ vai, màu đỏ trễ vai 57 kg vừa nha chị Mai Ovi. Đây mẫu đây em, bạn em mặc là 57 kg nha. Mẫu hồng em đang mặc mã là hồng tay dài giúp em, hồng tay dài 60 kg đảo xuống mặt vừa. Chiếc tần rất là xinh luôn nè. Tình yêu nào chốt mẫu nào comment mã 120 kèm số điện thoại giúp em nha các chị. Size này là size to nha các chị ơi, lâu lâu em mới lên được cái mẫu size to nha. Chị nào mình hay mặc mẫu size to thì mình là nhanh tay mình đặt mẫu này nha các tình yêu ơi. Không hề kén tuổi luôn, mấy mẫu màu hồng đó mà mấy chị nào lớn lớn tuổi mà mẫu này mặc vẫn được nha chị. Các tình yêu ơi, mấy chị đâu rồi, không thấy chị nào tương tác với tụi em hết trơn luôn. Đúng comment luôn rồi các chị. Hình như là bị ẩn comment hay sao á các chị ơi, mình chấm cái coi có bị ẩn comment không chị ơi. Các chị không comment nữa thì tụi em không biết lên đồ như thế nào chị, kiểu như lên đồ mà không biết có người ta có coi mình không nữa các chị ơi. Comment để em thấy các chị nha. Váy xòe qua gối mà màu trắng. Dạ bên em hàng sale em không có lên yêu cầu nha. Hôm nay về rất là nhiều mẫu luôn nha chị Ngọc Anh ơi. Mình coi mini, mình coi online, mình thích mẫu nào thì mình chốt mẫu đó nha các chị. Lên hai mẫu body cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. 57 kg đảo xuống mặt vừa nha. Tình yêu nào chốt mẫu nào comment mã giúp em, của em là body đỏ nơ nha các chị. Đỏ nơ chất liệu là hun sơ ly co giãn. Còn mẫu đen của bạn em là body đen tay lỡ nha, đen tay lỡ giúp em nha các chị. Màu đỏ trễ vai. Màu đỏ trễ vai. Dạ còn nha chị ơi. Dạ còn nha chị Mỹ Hà Tâm Minh. Chốt một mẫu hồng tay dài nè. Đây hai mẫu body, một mẫu thì rất là tôn da luôn nha, kiểu dáng đơn giản nhưng mà rất là tôn da. Còn một mẫu thì mặc lên rất là sang nha các chị. Đây tay tay xòe rất là đẹp. Chốt comment mã giúp em là đen tay lỡ nha. 57 kg đảo xuống mặt vừa hai mẫu. Tình yêu nào chốt comment mã là body đỏ hoặc là body đen nha các chị. Body đen tay lỡ hoặc là mã body đỏ nơi nha các tình yêu. Chất liệu hun sơ ly mặc lên rất là mình dễ chịu nha các chị. Dạng ren nhưng mà nó vẫn to giãn nha các chị ơi, không phải là dạng ren cứng đâu nha các chị. Đây tình yêu nào à, hay đi dự tiệc mặc cái mẫu body này rất là xinh nha. Dạ không cho kiểm hàng. Rồi tình yêu nào chốt hai mẫu này, chốt hàng comment mã body đỏ hoặc là body đen nha các tình yêu ơi. Hai mẫu này xinh lắm mà không chị nào chốt cho các chị. Với lại kiểu nó rất là lấy đen body. Chị Mỹ Hà dùng đơn nè. 50 kg mặc vừa mẫu đen nha chị Ngô Thanh. Body đen bao nhiêu? 120 nha chị Đậu Minh. 120 hết nha các chị ơi, hàng thiết kế 100, hàng thiết kế cao cấp. Dạ chị Mỹ Hà dùng đơn em biết rồi nha chị, đen tay lỡ cho chị Duyên Hana nè. Đấy mẫu này lên rất là đắt hàng luôn. Phía sau nó có trẻ, phía sau, phía chân, dưới chân nữa nha các chị. Rất là đẹp. 57 kg đảo xuống mặt vừa, mặt lên sang lắm các chị ơi. Dạ em dùng đơn cho chị Mỹ Hà rồi nha tình yêu. Có chị nào chốt mẫu đỏ em đang mặc không các chị? Đấy xinh lắm nha các chị ơi, màu đỏ lên rất là sáng da luôn á. Em vừa thay cái hồng em mặc cái đỏ này lên là bắt hình liền luôn các chị. Dạ mẫu đỏ này chất liệu thun nha chị ơi, thun sô ly đó chị Thái Thuận Đồng. Em cam kết với chị là mình giặt nó không bị sổ như kiểu mấy cái thun mà đồ bộ mình mặc đâu nha chị.
À, chị ưng mẫu này comment giúp em mã là body đỏ nơ nha tình yêu ơi. Body đỏ nơ 120 kèm số điện thoại nha. Năm 55 kg body đen vừa nha chị ạ. Đậu Minh nè, có body đen. Sao 1 kg? Tại sao bỏ chị đi đọc em không hiểu? Dạ, cái hả nói chuyện không hiểu. Mà khỏi đọc. Sao? Đậu Minh hả, 55 kg mặc body đen vừa không? Đấy lên mẫu body hồng bạn em mặc rất là đẹp nha các chị, mẫu này mình có thể kéo lên luôn nha. Đấy, tình yêu nào chớ comment mã giúp em là hồng xẻ tà nha các tình yêu. 55 kg, 57 kg đảo xuống mặt vừa lên rất là tôn dáng luôn các chị ơi. Tình yêu nào chớ comment mã hồng xẻ tà giúp em nha. Lên một mẫu body màu hồng phấn rất là xinh luôn nè. 57 kg vừa mẫu này, tình yêu nào chốt comment mã giúp em là hồng hở vai nha. Hồng hở vai 120 kèm số điện thoại và hồng xẻ tà 120 nha các chị. Hai mẫu đều là 57 kg đã xuống mặt vừa, rất là vừa ký luôn nha các chị ơi. 57 kg là số ký như là không, rất là nhiều người tặng cái số ký đó là mặt vừa rất là nhiều nha. Hai mẫu hồng rất là đẹp. Hôm nay tụi em ưu ái màu hồng hay sao, lên toàn màu hồng không luôn. À, chị Phương Nguyễn ơi, chị hỏi mẫu nào? Chị, mẫu của em là co giãn nhẹ, còn mẫu này là co giãn rất là tốt luôn nha chị ơi. Chị Nguyễn ơi, mẫu hồng nào chị ơi? Đồng hai mẫu đều tầm 57 kg vừa hết nha chị. Mẫu của em là hồng hở vai, là một mẫu là hồng xẻ tà nha các tình yêu. Mình comment mã để em tư vấn cho kỹ nha các chị. Tình yêu nào chốt comment mẫu em đang mặc là hồng hở vai nha, còn của bạn là hồng xẻ tà 57 kg đảo xuống mặt vừa, coi dạng rất là êm nha. Không, tình yêu nào chốt thì em sẽ qua nhanh hai mẫu này nha các chị ơi. Gần cuối like rồi các chị nào mình chị Thịnh Nguyễn ơi, chị hỏi người mẫu nào chị ơi? Đều cao tầm 1m6 hết nha chị. Hai mẫu bên em là đều cao tầm 1m6 hết nha các tình yêu ơi. Chị Terena Loan dồn đơn một cái hồng hở vai nè. Hồng hở vai 44 kg vừa nha chị Tuyền Nguyễn. Hồng hở vai, mẫu hồng trễ vai nha các tình yêu ơi. Lên một mẫu đầm màu xanh rất là sang luôn các chị. 57 kg vừa nha các tình yêu. Lấy mẫu này hơi rộng luôn, 60 kg vừa. Nó dạng tầng rất là đẹp chị, dạng tầng phía trên nó là dạng đuôi cá đó các chị. Phía trước nó ngắn mà phía sau thì nó sẽ dài xuống nha. Đấy, rất là đẹp luôn, chốt comment mã giúp em là xanh nha. Xanh, xanh có đầm, đầm 60 kg, 1m6 vừa, mẫu xanh này nè nha chị Huỳnh Văn Khánh. Đấy, nhìn em nào chốt comment giúp em là mã xanh nha. Xanh 120 kèm số điện thoại giúp em mẫu bạn em đang mặc nhé các chị. 60 kg đảo xuống mặt vừa, đây phần trước rất là rộng nha các tình yêu, rất là rộng luôn. Chớ comment mã xanh, xanh 120 kèm số điện thoại giúp em luôn. Màu này hơi sậm là không có kén da chị nào hết luôn đó các chị. Mình hết thì mình nhanh tay mình hốt em này về, rất là phù hợp. Mấy chị nào mà lớn lớn tuổi một tí mặc mẫu này vẫn xinh nha.
em lên một mẫu body này. Đây là cái mẫu body 60kg vừa nha các chị. Em ơn em về rất là ít những mẫu body như 60kg size lớn, nhưng mà mẫu này là 60kg mặc bao vừa cho các tình yêu luôn, dạng công sở nè. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là body sạch nha chị, chốt hàng cho chị Linh Thùy rồi nha. Body sạch giúp em nha, tầm 60kg đảo xuống mặt vừa co giãn nè. Đây nếu các chị mà tầm 50kg cỡ em á, mặc cái đầm này thì không tôn dáng, mà tầm 60kg mặc rất là đẹp nha các chị. Chị Tâm Minh ơi, mình chốt comment đúng cú pháp giúp em nha chị, mã xanh 120 kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Dạ chị Tâm Minh có đơn rồi, dồn đơn nha. Các tình yêu có đơn rồi mình dồn đơn thì comment mã dồn đơn giúp em nha các chị. Body sạp 60kg đảo xuống mặt vừa, có tình yêu nào chốt không các chế ơi. Chị Tâm Trương dồn đơn mẫu xanh nè. Dạ đúng. Cố lên thời gian cái. Linh Thùy chỉ có một cái là chị ơi. Có tình yêu nào chốt mẫu body sọc bên em không chị? Mẫu này á không có kén dáng đâu nha các chị ơi. Mình hơi ốm ốm gầy gầy cỡ em á thì mình mặc dạng như cái đầm xương rất là tiện luôn. Còn mình hơi nặng cân một tí thì nó sẽ thành cái body nha. Mẫu này 60kg vừa, nặng hơn một tí em bao vừa luôn. 60kg là không chừng mặt còn rộng giống như em luôn á các chị, nếu như các chị cao tầm cỡ em á. Ship 30k đồng giá một đơn nha chị. Tê-lê-na Loan. Chị mua một cái hay hai cái thì bên em vẫn ship là 30k nha các chị. Body sạch và đầm xanh, tình yêu nào chốt nhanh tay chốt đơn nè. Em qua mẫu nha các chị ơi. Các tình yêu chia sẻ bài viết mạnh tay lên giúp em nha. Mình còn lên đồ tiếp nha các chị. Chia sẻ em sẽ tiếp tục bán tiếp nha. Bán tới khuya luôn nha các chị ơi. Em lên mẫu đầm hồi nãy, cái đầm hầm hồi nãy em lên có màu đỏ đó nha các chị. Màu đỏ lên cực kỳ sáng da luôn. Tình yêu nào chốt mẫu đỏ em đang mặc comment mã đỏ, đỏ sẽ tài giúp em nha. Còn mẫu bạn em mặc comment mã giúp em là trắng xòe nha các chị. 57kg đảo xuống mặc vừa, mẫu trắng xòe nha các tình yêu. Đây rất là xinh. Mẫu đỏ này lên rất là tôn da luôn. Mẫu trắng xòe nó phối màu trắng với màu đen rất là kiểu cách luôn các chị ơi. Tình yêu nào mình ưng mẫu này thì comment mã trắng xòe 120 kèm số điện thoại nha chị. Đây tình hai mẫu đều có mút ngực hết nha chị ơi. Tình yêu nào chốt comment mã đỏ hở, đỏ sẽ tà hoặc là trắng xòe nha. Hai đầm là đều tầm 57kg đảo xuống mặt vừa hết. Chị Linh Thùy ơi, mẫu đầm đen chị hỏi phải cái đầu lai không chị? Cái cổ yếm á, mẫu đó là hết hàng rồi nha chị ơi. Không phải Linh Thùy đâu. Hai mẫu em đang mặc có tình yêu nào chốt không các chị ơi? Mẫu đỏ này lên rất là tôn da luôn đó các chị. 120 nha chị, quên cách yêu. Đây mình có thể mặc được hở vai mẫu đỏ của em luôn. Còn mẫu đầm bạn em mặc là phần ngực đó chị. Nó nhắn nhá, nhìn rất là sexy luôn nha các chị. Đây. Đồng giá 120 nha chị Lan Ngọc. Chất liệu của mẫu đầm trắng là ren phối lưới nha. Còn mẫu đầm đỏ của em là dạng thun sơ ly nha.
phía trên ngực nó có đính hoa nữa nha các chị. Cái này là mình may bằng kim nó nha các chị ơi, chứ không phải là mình dán keo vào đâu nha. Chốt comment mã đỏ, đỏ xẻ tà hoặc là trắng xòe giúp em nha các tình yêu. Rất là xinh hai mẫu. Mấy mẫu em về hôm nay là hàng cao cấp nên rất là đẹp nha. Các chị mình lựa không được thì mình cứ từ từ mình lựa mẫu nào là mình ưng mình đặt hàng thì thôi nha các tình yêu. Đồng giá 120 cho hàng cao cấp thôi các chị. Thật sự là ra ngoài các chị ghé shop mua không có giá 120 thôi. À, mẫu hồng đó của có người đặt rồi nha chị ơi. Chị Lưu Phạm mẫu đó có người đặt rồi. Chị Mỹ Hà ơi, chị phải lấy cái mẫu bạn em vừa mới mặc không chị, chốt mẫu đó. Chốt mẫu đó thì ok giúp em nha chị, mẫu đó là mã là đầm trắng nha chị ơi. Lên một mẫu body đôi cá đỏ rất là sang luôn các tình yêu. Dạ chị Mỹ Hà chốt mẫu đầm trắng xòe mẫu vừa mặc nè. Lên hai mẫu body, một mã là đỏ đôi cá, một mã là body cổ yếm cam giúp em nha. Cổ yếm cam giúp em nha các chị. Năm mẫu của em là 60kg mặc vừa nha. Đây còn rộng hai bên rất là nhiều luôn. Mẫu bạn em là tầm 57kg nha các chị. Mặc lên rất là tôn dáng nha các tình yêu. Chớ comment mã giúp em là body đỏ hoặc là cam cổ yếm nha. Đỏ đuôi cá hoặc là cam cổ yếm giúp em nha các tình yêu ơi. Mẫu đỏ là tầm 60kg còn mẫu cam là tầm 57kg nha các chị. Hai mẫu đều có mướt ngực hết trơn luôn. Yên tâm hết nha các chị. Bên em là hàng cao cấp là 100% có mướt ngực luôn đó nha các chị ơi. Chốt hàng comment mã đỏ đuôi cá hoặc là cam cổ yếm nha các tình em. Đây chất liệu rất là đẹp luôn nha các chị. Họa tiết hình chấm bi tròn nha. Tình yêu nào chốt chị Thịnh Nguyễn chốt một mẫu đỏ đuôi cá nè. Mẫu màu cam cổ yếm cũng rất là xinh nha chị. Dạ đúng rồi chị Mỹ Hà, của chị ba cái. Dạ đúng rồi nha chị Mỹ Hà ơi. Chốt mẫu này comment giúp em là đỏ đuôi cá nha, tầm 60kg là cổ yếm cam giúp em nha. Cổ yếm cam là 57kg nha các tình yêu. Màu đỏ này nó hơi sậm nha. Em thấy trên live thì nó hơi tươi mà ở ngoài thì nó hơi sậm á, mặc lên rất là tôn da luôn. Cái cổ yếm mà chỉ có màu cam thôi nha chị ơi. Có tình yêu nào rồi, chốt hai mẫu này không các tình. Chị Định Yên ơi, chị chốt cái mẫu đỏ này comment mã đỏ đuôi cá kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Chị Huỳnh Loan chốt màu cam cổ yếm dầu đơn nè. Hai mẫu, cái mẫu hàng cao cấp về chất liệu là ren đó các chị, mặc lên sang lắm nha chị ơi. Cái mẫu của em là nó phía trước là nó có hai lớp nhúng luôn nha các chị. 120 nha chị Cát Tường ơi, chỉ có 120 thôi chị ơi. Nhìn cái bộ đồ xinh như vậy mà chỉ có 120 thôi. Xe quanh nắp luôn mà nha chị. Khởi Vi Lê chị chưa có đơn, comment mã giúp em nha. Đỏ đuôi cá 120 kèm số điện thoại giúp em nha chị. Vi sai nha chị ơi, tầm 60kg đảo số là mặc vừa nha chị. Chị nặng bao nhiêu ký chị ơi? Định Yên chốt một cái yếm cam nè.
Còn tình yêu nào chốt hai mẫu của em đang mặc không chị ơi? Có tình yêu còn không chị? Tình yêu nào chốt thì em qua mẫu nha. Chị nặng 52 kg, cao 1m55, mặt vừa nha chị. Chị Khởi Vy Lê chưa có đơn chị ơi. Dạ chị Mỹ Hà ba cái em biết rồi chị ơi. Mẫu đầm màu của bạn em là màu kiểu cam đất nha các chị. Màu cam nó hơi sặn một tí nha. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là cam đất. Cam đất xòe nha các chị. Mã cam đất xòe giúp em nha. Mẫu này là tầm 57 kg, làm 60 kg nha các chị. Dạo này mấy mẫu này 60 kg nè, mình tầm 50 mấy kg mặt nó cũng nhìn rất là gọn luôn á chị. 60 kg mặt vừa nhưng các tình yêu đây còn rất là gọn luôn à. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là cam đắt, cam đắt 120 kèm số điện thoại nha. Còn các chị nào mình nãy giờ mình hỏi mẫu nặng nặng ký, em lên là mẫu baby doll. Baby doll dạng gen rất là sang luôn các chị, tầm 70 kg vừa nha các tình yêu. Mẫu này là tầm 70 kg vừa, rất là xinh luôn. Mẫu này bầu bì mặt thoải mái, với phía trong cái lót nó rất là dày đó các chị. Lót nó bằng nỉ rất là dày luôn, mặt sắp tới mùa đông mua về mặt cũng rất là ấm nha. Dạ chị Thịnh Nguyễn chốt đuôi cá cho chị rồi nè. Tình yêu nào chốt mẫu này comment giúp em là mã baby trắng nha. Và của bạn em là mã cam đắt xòe giúp em nha các chị. Cam đắt xòe giúp em nha, và một mẫu là baby trắng nha các tình yêu ơi. Mẫu em mặc là tầm 70 kg vừa luôn nè. Nãy giờ các chị nào mà nặng ký chắc chưa lựa được đồ thì mẫu này là 70 kg mặc vừa luôn nha các chị. Rất là rộng luôn. Mấy mẫu này chị mặc chị đi chơi, chị mặc thêm một cái quần sọt ở trong là rất là xinh nha. Ốm hay là gầy, ốm gầy mặc gì mặc cũng rất là đẹp luôn nha các chị. Mấy chị gầy gầy á, gầy mà gọi là gầy chứ không phải là vừa ngồi, chị mặc mẫu này rất là xinh. Tầm giá là 120 nha chị Tâm Lê Thị. Mẫu cam đắt là 57 kg, đảo xuống mặt vừa. Tình yêu nào chốt comment mã cam đắt 120 giúp em, cam đắt xòe 120 giúp em nha các chị. Và mẫu baby trắng nha. Mẫu màu trắng baby này là mặt rất là ấm nha chị. Cái lớp lót của nó rất là dày luôn. Đuôi cá không có màu trắng nha chị Hối Bùi ơi. Có tình yêu nào chốt mẫu này không các chị? Mẫu bạn em mặc mã là cam đắp xòe giúp em nha. Không chị nào chốt thì em qua nhanh hai mẫu này nha các chị ơi. Chị Thịnh Nguyễn ơi, mình coi like để mình lựa mẫu mình thích nha chị. Tại em về rất là nhiều mẫu luôn á. Chị hỏi em cũng kiểu nhiều mẫu quá, cái nghĩ lần không có nhớ luôn á chị ơi. Mẫu body xanh cực kỳ xinh luôn chị. Mấy mẫu này là em bán rất là đắt. Mặt có thể được là hở vai hoặc là mình có thể hở một bên vai nha chị. 57 kg đảo xuống mặt vừa nhắn eo rất là xinh. Tình yêu nào chốt comment mã body xanh lá giúp em nha. Comment mã giúp em là body xanh lá nha các chị.
57kg đổ xuống mặc vừa. Mấy cái mẫu này rất là, mấy chị nào mà dân văn phòng á mặc rất là đẹp luôn á chị, mặc đi làm là ok luôn. Dạ đồng giá 1.2 áp dụng chia sẻ bài viết nha chị Hồng Huỳnh. Một mẫu là body xanh 57kg và mẫu em mặc là 60kg nha các tình yêu. Hồng đuôi cá giúp em, mẫu em mặc nha, hồng đuôi cá 60kg đảo xuống mặc vừa nè. Dạng hở vai, hồng đuôi cá hở vai 60kg đảo xuống mặc vừa, mẫu body xanh. Rất là thanh lịch mẫu body xanh nha các chị, 57kg đảo xuống mặc vừa mẫu body xanh luôn. 120 một cái thôi các tình yêu ơi, áp dụng mình chia sẻ ít nhất là 5 họ nhóm giúp em nha các chị. Đây hai mẫu cực kỳ xinh luôn nha các chị ơi. Mình ưng mẫu nào thì mình chốt mẫu đó. Thái Thuận Đồng, Thái Thuận Đông chốt một mẫu body xanh lá nè. Tình yêu nào chốt mẫu nào thì mình cứ việc comment đúng mã thôi nha các chị. Của em là mã hồng đuôi cá nha các tình yêu ơi. Hồng đuôi cá và mò cá là body xanh lá nha. 57kg đảo xuống mặt vừa body xanh lá và mẫu hồng này là 60 nha. Chị yêu ơi, cách yêu ơi, hai mẫu này không có hồng với trắng nha chị, chỉ có mẫu khác hồng trắng thì có nha chị ơi. Nha các chị, màu này sẵn á các chị nên da ngâm hay là da trắng lên rất là đẹp. Chị Thái Thuận Đông ơi, mẫu body xanh lá này không có giãn nha, có giãn nhẹ đây, kéo giật ra được này nha chị ơi. Chị Linh Thùy chốt một mẫu xanh nè, dồn đơn cho tình yêu nè, có giãn nhẹ nha các chị. Đây nó nhắn phần eo á chị, mặc lên nhìn eo mình rất là thon luôn. Làm 57kg đảo xuống mặt vừa cái body xanh lá nha các chị ơi. Mẫu hồng đuôi cá em có chị nào chốt không các tình yêu? Mặt rất là đẹp. Đợt này em về màu hồng rất là nhiều luôn. Mà mẫu rất là sang nha các chị. Mấy chị đừng có sợ mặt hồng nó sến. Mấy mẫu về rất là sang luôn. Chị Linh Thùy ơi, 58kg ha. Nếu chị cao tầm 1m58 đổ lên 58kg mặc vừa nha chị. Cỏ may ơi, chị chốt màu xanh comment mã cổng số điện thoại giúp em nha chị ơi. Váy xanh đó không có màu đen nha chị Huyên Duyên Hana. Bạn em lên thêm một cái body xanh rất là xinh nha các chị. Chị nào chốt thì comment mã body ren xanh lá giúp em nha. Ren xanh giúp em nha các chị ơi, body ren xanh nha. 57kg đảo xuống mặc vừa cái body ren, mặc được hai kiểu luôn nha các chị. Có thể kéo lên một chút nha các tình yêu. Mét 56 mẫu xanh đó coi dẻ chị 58kg mặc ôm vừa nha chị. Body ren xanh lá bạn em mặc là 57kg vừa nha các tình yêu ơi. Mã là ren xanh lá giúp em nha. Mẫu đỏ xè em mặc là tầm 60kg vừa nè. Mẫu này là không hề kén tuổi đâu nha các chị. Mấy chị lớn lớn tuổi mặc vẫn đẹp nha. Tình yêu nào chốt mẫu nào, mẫu em là đỏ xè giúp em nha. Đỏ xè 120 kèm số điện thoại và ren xanh lá giúp em nha các chị. Body ren xanh lá 120 giúp em nhé. Hai mẫu chất liệu ren rất là cao cấp luôn. 60kg đảo xuống mặt vừa. Đợt này em về những đơn hàng rất là nhiều, những mẫu mà tầm 60kg á. Những đợt trước em về mẫu tầm chỉ tầm 55kg đảo xuống thôi.
Đợt này vài hàng cao cấp mà tầm 60kg đảo xuống nó rất là nhiều lựa chọn cho các tình yêu luôn. Chị Nhung Vũ ơi, chị mua hàng hồi nào chị, chứ em thấy tên của chị rất là lạ luôn đó chị ơi. Tên của chị rất là lạ nha chị ơi. Có thể chị mua shop khác mà chị lại vô comment phá bên em bán đồ. Đỏ xòe dòm lên cho chị Tâm Trương nè. Đỏ xòe này 60kg nha các chị ơi. Không có hề kén dáng kén da luôn như các chị co giãn. Em mặc em 50kg em mặc nó hơi suông một tí nha. 60kg là bao vừa luôn nha các chị. Còn mẫu body xanh này rất là đẹp luôn các chị ơi. Hơi công sở một tí nha, nhưng mà cũng không kém phần quyến rũ luôn nha các chị. 57kg đảo xuống mặc vừa body xanh ren nha các chị ơi. Dồn đơn comment, chốt hàng comment mã giúp em là body xanh ren nha các chị. Body xanh ren nha các tình yêu 57kg. Mẫu em là đỏ xè nè, hai mẫu chất liệu là ren á, mặc lên rất là sang luôn. Đợt hàng này là hàng cao cấp nên những mẫu này chất liệu là ren mặc rất là sang, với lại số ký nó 60kg á, rất là nhiều lựa chọn cho các chị luôn. Hồi làng em bán là tầm 60kg rất là ít đó các chị. Là những dạng baby doll nha chị Trần Vi. Nếu như mấy mẫu 60kg em vừa nói á, chị cao là 1m6 trở lên thì chỉ 65kg chị mặc vừa nha chị. Em lên mẫu đầm tím bạn em mặc lên rất là sáng da luôn các chị ơi. Chất liệu này thun co giãn rất là mát nha, thắt eo được nha chị. 60kg đảo xuống mặc vừa nè. Tình yêu nào ân mẫu tím thì cần nghe mã giúp em là tím dài nha. Tím dài 120 kèm số điện thoại giúp em nha các tình yêu. Mẫu em đang mặc 57kg đảo xuống mặc vừa. Tình yêu nào chốt comment mã giúp em là xanh xòe nha. Xanh dương xòe giúp em nha các chị. Đây mẫu này mình có thể mặc được nhiều kiểu nha. Mẫu xanh dương em có thể mặc được và chể một bên vai nha các tình yêu ơi. Em ạ. Có tình yêu nào chốt hai mẫu em đang mặc không chị ơi? Mẫu xanh này mình mặc được rất là nhiều kiểu luôn nha. Em lên hai mẫu này xong là em sẽ kết thúc like nha các chị. Hẹn các chị ngày mai 11 giờ trưa nha các tình yêu ơi. Đấy mẫu màu tím bạn em mặc rất là sáng da luôn. Thái Thuận Đâm chốt một và tím dài nè. Ok tình yêu luôn nha, dồn đơn cho chị nè. Mẫu này là có hàng nút ở giữa đó các chị. Nó hơi trẻ khúc giữa ở phần đùi nha chị. Chất liệu thun này mặc lên rất là mát luôn nha các tình yêu. Có tình yêu nào, còn tình yêu nào chốt hai mẫu em đang mặc không nha các chị ơi. Em kết thúc like nha.